Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 57. Quá khứ giới. Hôm nay tất cả cường giả quá khứ tông đều tề tựu trong một tinh không, dẫn đầu là Hàn Lăng. Bên cạnh cô ta là các cường giả quá khứ tông. Tất cả mọi người bày thế trận chờ quân địch. Họ đã biết được tin vũ trụ quan huyên muốn đến tấn công họ. Hàn Lăng dẫn đầu cầm kiếm, nheo mắt lại, cố nén khí tức của mình. Bên cạnh cô ta là cô gái váy vải bố đó, cô ta ôm kiếm trong tay, cũng nhắm mắt lại, vẻ mặt rất bình tĩnh. Phía sau hai người là cường giả đám người tộc trưởng quỷ tộc. Lần này quá khứ tông cũng phái ra rất nhiều tinh nhuệ, vì họ biết thời điểm quyết chiến đến rồi. Rầm. Ngay lúc này bỗng có khí tức đáng sợ cuồn cuộn lao đến từ tinh không trên đỉnh đầu quá khứ tông. Mọi người đều ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn thấy trong tinh không đó có hàng trăm cột lửa xuyên qua thời không, rơi xuống quá khứ tông. Trong mỗi cột lửa đều có sức mạnh đáng sợ hủy thiên diệt địa. Ngoài ra còn có vô số quả cầu lửa, dày đặc như sao băng rơi xuống từ trong tinh không. Lúc này cả tinh hà đều trở nên sục sôi. Thấy thế sắc mặt các cường giả quá khứ tông đều trở nên nghiêm trọng. Hàn Lăng dẫn đầu mở mắt ra trận. Các chủ kiếm các ở cách đó không xa bỗng hét lên, khởi trận. Vừa dứt lời hàng trăm vạn thanh kiếm bỗng lao lên trời từ trong quá khứ tông, bay thẳng đến tinh không đó. Vèo vèo vèo. Từng đám mây hình nấm liên tục xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, sau đó từng luồng sức mạnh đáng sợ như muốn hủy diệt thế giới không ngừng lan rộng, thoáng chốc cả quá khứ giới bắt đầu bị chia cắt. Các cường giả quá khứ tông cũng liên tục lùi về sau, tạm tránh khỏi đòn tấn công đó. Nhưng sau làn sóng lửa, còn có vô số quả cầu lửa cực lớn cuồn cuộn lao đến. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ trong quả cầu lửa đó, Hàn Lăng híp mắt lại trận. Cô ta vừa dứt lời, rất nhiều tia sáng trắng lao lên trời, xông thẳng đến mấy quả cầu lửa đó từ trong quá khứ giới. Rầm rầm rầm. Chẳng mấy chốc từng tiếng nổ đinh tai vang lên từ trong tinh không, sau đó vô số cột sáng vỡ vụn, sóng xung kích của sức mạnh khủng khiếp lao xuống từ trên trời. Cả quá khứ tông thoáng chốc trở thành một đống hỗn loạn, vô số cường giả bị đánh bay, cường giả thực lực yếu còn chết tại chỗ. Hàn Lăng bỗng nói, kiếm các. Cô ta vừa dứt lời, một đám cường giả kiếm các phía sau cô ta bỗng tiến lên trước một bước, lập tức có vô số kiếm quang lao ra, những sóng nhiệt kia lập tức bị những kiếm quang này xé thành vô số mảnh nhỏ. Đúng lúc này, một chùm sáng cực lớn bỗng xuất hiện trước mặt mọi người, sau khi chùm sáng đó rơi xuống. Một trận pháp dịch chuyển cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngay sau đó vô số cường giả chậm rãi bước ra từ trong trận pháp dịch chuyển. Dẫn đầu là Tần Quan. Hàn Lăng nhìn Tần Quan, không nói gì. Tần Quan bình tĩnh nói, không được để ai sống sót. Không để ai sống sót. Tần Quan vừa dứt lời, các cường giả phía sau bà ấy đồng loạt lao ra. Không nói gì nhiều mà đánh luôn. Đến lúc này rồi. Lời nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Quân nhìn Hàn Lăng, hắn tiến đến trước một bước, lập tức bước đến trước mặt Hàn Lăng. Hàn Lăng nhìn Diệp Quân chằm chằm, ngón tay cái giơ lên, kiếm trong tay bỗng bay ra. Gần như cùng lúc đó, kiếm của Diệp Quân cũng bay ra khỏi vỏ. Đối đầu trực diện, vèo, kiếm quang bỗng nổ tung, hai người cùng lùi về sau. Nhưng Hàn Lăng đó lại dừng lại rất nhanh. Ngay sau đó cô ta bỗng trở nên mờ ảo, sau đó vô số tàn ảnh xuất hiện xung quanh Diệp Quân, ngàn vạn kiếm quang chém thẳng về phía Diệp Quân hệt như thác nước. Đứng ở giữa các kiếm quang, Diệp Quân rất bình tĩnh, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Từng tia kiếm quang liên tục dâng lên từ trước mặt Diệp Quân. Ầm, vô số tàn ảnh xung quanh Diệp Quân đều tan vỡ, một bóng người lùi về sau. Đó là Hàn Lăng. Sau khi dừng lại, Hàn Lăng nhìn cánh tay phải của mình, lúc này cánh tay phải của cô ta đã nứt toác, máu tuôn trào. Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, thực lực của người đàn ông này lại mạnh hơn trước khá nhiều. Diệp Quân nhìn Hàn Lăng, đến đây. Vừa dứt lời, hắn bỗng tiến đến trước, một thanh kiếm lập tức bay đến trước mặt Hàn Lăng. Hàn Lăng giơ tay lên vung lên một nhát kiếm. Keng! Kiếm quang vừa xuất hiện lập tức nổ tung. Hàn Lăng lui về sau, khi cô ta dừng lại, mày bỗng cau lại, cô ta nhìn Diệp Quân, trong mắt đầy vẻ không thể tin được, tại sao thực lực của ngươi lại mạnh hơn nhiều như thế. Trước đó lúc cô ta đánh với Diệp Quân,
có thể nói hai người đều ngang nhau, thậm chí cô ta còn chiếm ưu thế. Nhưng lúc này Diệp Quân lại áp chế cô ta hoàn toàn. Diệp Quân không đáp lời, hai mắt nhắm chặt lại. Phải nói là khoảng thời gian tu luyện với cô váy trắng đã khiến thực lực của hắn nâng cao lên không ít, bây giờ dù hắn không sử dụng sức mạnh ba huyết mạch cũng có thể đánh lại Hàn Lăng. Diệp Quân mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh, lúc này bên họ đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Diệp Quân nhìn Hàn Lăng, lại nào. Vừa dứt lời, hắn bỗng tiến đến trước một bước, kiếm quang vạn trượng bỗng lao đến trước mặt Hàn Lăng. Đồng tử Hàn Lăng co lại, đối mặt với kiếm của Diệp Quân, cô ta không dám xem thường, cô ta chỉ ngón tay giữa lông mày và vung mạnh. Vèo. Một thanh kiếm bỗng bay ra từ giữa trán cô ta. Xoẹt. Kiếm quang đó của Diệp Quân bị nhát kiếm này của cô ta chém trúng, ngay sau đó ánh mắt cô ta lóe lên vẻ hung tàn, hai tay nắm chặt thanh kiếm đè xuống. Rầm. Kiếm quang bị phá vỡ. Nhưng ngay sau đó, hàng vạn kiếm quang lao đến trước mặt cô ta. Liên tục 7 lần thời không chồng chéo. Khi nhìn thấy nhát kiếm này của Diệp Quân, đồng tử Hàn Lăng co lại. Bùm. Thoáng chốc thời không trước mặt Diệp Quân vỡ nát, Hàn Lăng lùi về sau cả vạn trượng. Hàn Lăng vừa dừng lại, khóe miệng xuất hiện vệt máu, không chỉ thế, trên người cô ta có ít nhất 10 mấy tia kiếm quang. Một nhát kiếm khiến cô ta bị thương nặng. Hàn Lăng lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó nhìn xung quanh, lúc này Quá Khứ Tông đã hoàn toàn bị trấn áp, cho dù là cường giả kiếm các mạnh nhất của Quá Khứ Tông cũng bị trấn áp. Cứ tiếp tục như thế, thua trận chỉ là vấn đề thời gian. Thấy thế, Hàn Lăng nhíu chặt mày, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc. Trước đây khi Diệp Quân ở một mình là lúc giết Diệp Quân tốt nhất, đáng tiếc. Bây giờ sau khi người của Diệp Quân đều tập hợp lại, thực lực của họ đã hơn hẳn Quá Khứ Tông. Dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì có rất nhiều tuế nguyệt nghịch lưu giả đều đứng về phía Vũ Trụ Quan Huyên. Không còn cách nào khác, tài nguyên mà Vũ Trụ Quan Huyên đưa quả thật quá nhiều. Họ không thể nào từ chối. Không thể coi thường thực lực của những tuế nguyệt nghịch lưu giả này, nhất là những tuế nguyệt nghịch lưu giả đã đạt đến cấp đế quân. Họ đều là những cường giả đỉnh cấp trong cả tuế nguyệt Trường Hà, lúc này bên đám người Diệp Quân lại có mấy mươi cường giả cấp đế quân. Hàn Lăng quay đầu lại nhìn nơi xa tinh không, nhíu mày. Tần Quan bỗng nói, đang đợi chúng thần điện sao? Hàn Lăng nhìn Tần Quan mỉm cười, người đừng đợi nữa, người mà chúng thần điện phái đến chi viện không đến được đâu. Hàn Lăng nhìn Tần Quan, cô ta bỗng biến mất khỏi đó. Lúc xuất hiện lần nữa thì không phải ở trước mặt Diệp Quân mà ở trước mặt Tần Quan. Giết Tần Quan trước. Thấy thế, Diệp Quân biến sắc, hắn biến mất khỏi chỗ đó. Hàn Lăng nhìn chằm chằm Tần Quan gần trong gang tấc, kiếm trong tay không hề nương tay đâm đến. Thấy Hàn Lăng đâm kiếm đến, ánh mắt Tần Quan vẫn rất bình tĩnh, khi thanh kiếm đó chỉ còn cách bà ấy nửa trượng, dưới chân bà ấy bỗng xuất hiện một chiếc khiên thái cực. Vèo. Kiếm của Hàn Lăng như rơi vào đầm lầy không thể nào đâm đến trước thêm một tấc nào nữa. Thấy thế đồng tử Hàn Lăng co lại, bà. Lúc này kiếm Diệp Quân đâm đến, Hàn Lăng vội vàng thu kiếm lại, xoay người chém một nhát. Vèo. Hai thanh kiếm vừa chạm vào nhau, Hàn Lăng đã bị sức mạnh đáng sợ trong kiếm của Diệp Quân đánh văng ra xa. Sau khi dừng lại Hàn Lăng ngẩng đầu lên nhìn Tần Quan bình tĩnh nói, người đang nghĩ gì thế? Đừng nói là ngươi, dù là sư phụ ngươi đến cũng không giết được ta. Hàn Lăng cong môi nở nụ cười tàn ác, ngông cuồng. Tần Quan bình tĩnh nói, ngươi có thể gọi sư phụ ngươi đến thử xem. Hàn Lăng nhìn Tần Quan chằm chằm. Tần Quan không để tâm Hàn Lăng nữa mà nhìn Diệp Quân chạy đến trước mặt, bà ấy mỉm cười, cô ta không thể làm mẹ bị thương. Diệp Quân gật đầu, thầm thở phào. Diệp Quân xoay người nhìn Hàn Lăng. Ánh mắt hiện lên sát khí, không nhiều lời nữa hắn biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Hàn Lăng ở phía xa bỗng biến mất. Rầm. Kiếm quang phát ra từ trước mặt hai người, sau đó Hàn Lăng lùi lại về sau. Lúc này Diệp Quân không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào, hắn xông thẳng đến chỗ cô ta, thánh kiếm hiên viên trong tay vung lên, từng luồng kiếm quang áp chế Hàn Lăng. Rầm. Không lâu sau, từng tiếng nổ vang lên. Hàn Lăng bị Diệp Quân đè ép mà đánh, không có sức đánh trả. Tình thế hiện giờ ngày càng có lợi cho Vũ Trụ Quan Huyên. Lúc này Tần Quan vung tay lên,
Tiểu Bạch xuất hiện trước mặt bà ấy, Tần Quan cười nói, triệu hồi một đợt thiên đạo. Tiểu Bạch chớp mắt, lập tức thi triển thuật triệu hồi. Chẳng mấy chốc, vô số tuế nguyệt thiên đạo xuyên qua từ các thế giới thời không, khí tức đáng sợ tràn ngập cả quá khứ tông. Thiên đạo xuất hiện, thấy thế các cường giả quá khứ tông đều biến sắc. Họ vốn dĩ đã là bên không được lợi, bây giờ cộng thêm thiên đạo, họ có thể chống đỡ thế nào được. Vô số cường giả quá khứ tông cảm thấy tuyệt vọng, các tuế nguyệt nghịch lưu giả gia nhập vào với họ đã có ý định cam chịu, nhất là hai gia tộc tuế nguyệt. Dầm. Lúc này, Diệp Quân bỗng chém một nhát kiếm đánh lui Hàn Lăng, khi hắn vừa định cho Hàn Lăng một đòn chí mạng, một cô gái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô gái mặc áo bào trắng, còn đeo mặt nạ. Tịnh Tông Chủ. Lúc này thời không phía sau Diệp Quân bỗng nứt lìa, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Người tới không phải ai khác, mà chính là Thanh Khưu, bà ấy mặc chiếc váy dài, uyển chuyển duyên dáng, như đóa lan trong thung lũng, tao nhã dịu dàng. Sau khi Thanh Khưu xuất hiện, bà ấy liếc nhìn Tịnh Tông Chủ, sau đó nhìn Diệp Quân, mỉm cười. Nhìn thấy Thanh Khưu, Diệp Quân cũng mỉm cười, Thanh Khưu cô cô. Thanh Khưu gật đầu, bà ấy quan sát Diệp Quân rồi nói, tiến bộ hơn nhiều. Diệp Quân nhếch miệng cười, nói thật. Hắn cũng hơi bất ngờ. Trong mấy vị cô, hắn tiếp xúc với Thanh Khưu cô ít nhất, vì vậy hắn không ngờ Thanh Khưu sẽ tới. Thanh Khưu cô giống thiên mệnh váy trắng, đều cho hắn cảm giác ấm áp dịu dàng, tính tình rất tốt. Thanh Khưu mỉm cười, quay lại nhìn Tịnh Tông Chủ, nói Tịnh Tông Chủ, đám tiểu bối chơi đùa, cô cũng muốn tham gia sao? Tịnh Tông Chủ nhìn Thanh Khưu, sau đó xòe bàn tay ra. Một luồng sức mạnh thần bí bao phủ đám cường giả quá khứ tông phía xa, sau đó luồng sức mạnh này cuốn bọn họ đi. Thấy vậy, Diệp Quân sa sầm mặt mày, cô gái này lại muốn xen vào. Chết tiệt! Định không nói võ đức sao? Thấy Tịnh Tông Chủ không nói võ đức, Thanh Khưu nheo mắt lại, không nhiều lời nữa, tiên lên một bước, chém một nhát. Xẹt! Một đạo kiếm quang chém về phía Tịnh Tông Chủ. Tịnh Tông Chủ bình tĩnh nói, Định! Bùm! Thanh kiếm bị ghim chặt tại chỗ, nhưng một giây sau, Thanh Khưu đột nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, bà ấy đã vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, vung xuống. Bùm! Xung quanh kiếm, luồng sức mạnh thần bí vỡ tan. Thanh Khưu vung nhẹ kiếm. Dầm! Thời không chỗ hai người họ bị cắt đứt, xuất hiện trong một mảnh thời không không xác định. Lấy kiếm làm vực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh Khưu quay lại nhìn Diệp Quân, cười nói, tùy ý giết. Tùy ý giết. Nghe vậy, Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó cùng đám cường giả dương tộc đánh về phía quá khứ tông. Trong kiếm vực, Thanh Khưu nhìn tông chủ quá khứ tông, cô phải tuân theo quy tắc. Tông chủ quá khứ tông nhìn Thanh Khưu, nếu không thì sao? Thanh Khưu nhếch môi cười, đánh chết cô. Tịnh tông chủ nhìn Thanh Khưu, thử xem. Thanh Khưu gật đầu, được. Vừa dứt lời, Thanh Khưu đã hóa thành một tia sáng biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, khí tức đáng sợ từ trong kiếm vực bùng phát, kiếm quang như biển, người bình thường không thể nhìn được cảnh tượng trong khu vực đó. Diệp Quân dẫn theo người dương tộc đánh đám cường giả quá khứ tông. Thấy tông chủ của mình bị ngăn cản, đám cường giả quá khứ tông cũng kinh hãi. Tịnh tông chủ là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, bởi vì trong mắt bọn họ, tông chủ nhà mình luôn vô địch. Nhưng lúc này, có người có thực lực ngang ngửa với tông chủ của bọn họ. Thật đáng sợ. Cường giả dương tộc không cho bọn họ nhiều thời gian để kinh ngạc. Dưới sự lãnh đạo của An Nam Tịnh, cường giả dương tộc đã hình thành thế trận bao vây quá khứ tông. Người lao lên đầu tiên là Nhị Nha. Nhị Nha có khả năng chiến đấu và chống cự, vừa xông lên, đám người quá khứ tông không dám đối đầu. Bởi vì Nhị Nha không bao giờ phòng ngự, cô bé luôn tấn công quyết liệt. Mỗi cú đấm của cô bé đều mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất. Trong thời gian ngắn, Nhị Nha đã giết mấy chục cường giả quá khứ tông. Ngoài ra, thiên đạo do Tiểu Bạch triệu hồi cũng rất mạnh, nó còn lấy ra các loại thần trang để tăng cường sức mạnh. Với sự hỗ trợ của các loại thần trang, sức mạnh của những thiên đạo và cường giả dương tộc đã được cải thiện rất nhiều. Trong tình thế này, quá khứ tông vốn đã bất lợi lại càng khốn đốn hơn. Thảm hại nhất là quỷ tộc, cường giả của quỷ tộc chết nhiều nhất, bởi vì thực lực của bọn chúng không bằng quá khứ tông. Bùm! Đúng lúc này,
Hàn Lăng phía xa đột nhiên bị một đạo kiếm quang chém lùi mấy chục trượng, vừa dừng lại, cơ thể đã nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, đang định lên tiếng thì Diệp Quân đã biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, một thanh kiếm xuyên qua giữa lông mày cô ta. Xẹt! Hàn Lăng bị ghim chặt tại chỗ, không thể động đậy. Sau khi giết Hàn Lăng bằng một nhát kiếm, Diệp Quân tiếp tục giết cô gái váy bố. Đối thủ của cô gái váy bố vẫn là Diệp An. Thấy Diệp Quân tiến tới, cô gái váy bố đang đấu với Diệp An thay đổi sắc mặt, quay người vung kiếm, kiếm như thác nước tuôn ra. Diệp Quân vung kiếm giết tới. Bùm! Trong khoảnh khắc, vô số kiếm quang vỡ vụn, cô gái váy bố bay ra ra, vừa dừng lại, một đạo kiếm phong đã phóng tới. Con người của cô gái váy bố co rút lại, nâng kiếm lên chặn lại. Bùm! Cô gái váy bố lùi về sau vạn trượng. Lúc Diệp Quân và Diệp An chuẩn bị ra tay lần nữa thì cô gái váy bố bị một sức mạnh thần bí dẫn đi, biến mất không tăm tích. Thấy vậy, Diệp Quân lập tức cau mày. Cái quái gì vậy? Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Khưu, trong kiếm vực Thanh Khưu, kiếm quang như biển, ngoại trừ điều này, hắn không nhìn thấy gì cả. Diệp Quân hơi lo lắng. Diệp An nói, giết những tên còn lại trước. Nói xong, cô ấy hóa thành một đạo huyết quang phóng đi. Thấy vậy, Diệp Quân cũng định thần lại, hóa thành một đạo kiếm quang phóng đi. Sau khi hai chị em liên thủ, có thể nói là vô địch, đi qua chỗ nào đầu người bay tới đó. Diệp Quân cũng hơi bất ngờ, bởi hắn phát hiện thực lực của Diệp An hơi đáng sợ, không hề yếu đuối chút nào. Thiên phú của tỷ tỷ không hề thua kém hắn. Không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu chuyên tâm giết địch. Chẳng mấy chốc, cường giả của Quá Khứ Tông và quỷ tộc đã giảm đi rất nhiều. Trong số đó có vài Tuế Nguyệt nghịch lưu giả lựa chọn chạy trốn, bởi vì bọn họ đã không còn hy vọng nào nữa. Bọn họ không phải người Quá Khứ Tông, cũng không phải người quỷ tộc, vì vậy bọn họ lựa chọn bỏ chạy, dù sao sống sót mới là quan trọng nhất. Sau khi vài Tuế Nguyệt nghịch lưu giả bỏ chạy, thế cục hiện giờ đã nghiêng về một phía. Lúc này, tộc trưởng quỷ tộc quay lại nhìn Tần Quan, Tần các chủ, quỷ tộc ta đồng ý đầu hàng. Đánh đến lúc này, quỷ tộc đã tổn thất phần lớn, nếu đánh tiếp thì quỷ tộc sẽ bị xóa sổ. Mà quân tiếp viện của chúng thần điện mãi không tới, cho nên ông ta chỉ có thể đầu hàng. Tần Quan nhìn tộc trưởng quỷ tộc, muộn rồi. Muộn rồi. Lúc này đầu hàng đã muộn. Nghe Tần Quan nói vậy, sắc mặt tộc trưởng quỷ tộc trở nên hung ác, vậy thì cùng chết đi. Ông ta nâng hai tay lên, huyết tế. Bùm! Vừa dứt lời, vài cường giả quỷ tộc xung quanh ông ta đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, máu tươi như thủy triều hội tụ về phía ông ta, trong nháy mắt, khí tức của ông ta dâng trào điên cuồng. Huyết tế! Đây là bí thuật tàn ác nhất của quỷ tộc, có thể đạt được sức mạnh mạnh mẽ hơn bằng cách hiến tế người trong tộc. Tần Quan nhìn tộc trưởng quỷ tộc bằng ánh mắt bình tĩnh. Sau khi có được sức mạnh mạnh mẽ, tộc trưởng quỷ tộc không tiếp tục ra tay mà xoay người xé rách thời không, sau đó chạy trốn. Trốn thoát rồi. Thấy vậy, vài cao thủ Quá Khứ Tông sững sờ. Trò đùa gì vậy? Ông ta hiến tế người trong tộc chỉ để chạy trốn ư? Tần Quan nhìn tộc trưởng quỷ tộc đã chạy trốn phía sau, nói An tiền bối, không cần đuổi theo. Nghe vậy, An Nam Tịnh dừng lại, bà ấy quay đầu nhìn đám cường giả Quá Khứ Tông, lúc này chỉ còn lại vài tên. Nhưng đám cường giả này đều đang liều mạng chống cự. An Nam Tịnh lui tới bên cạnh Tần Quan, bình tĩnh nói kết thúc rồi. Tần Quan lại lắc đầu, vừa mới bắt đầu thôi. An Nam Tịnh nhìn Tần Quan mỉm cười, vừa mới bắt đầu thôi. An Nam Tịnh hỏi, bà là một người mẹ tốt. Bà ấy hiểu lời Tần Quan vừa nói, Tần Quan không bao giờ nhìn vào hiện tại mà là tương lai, nói một cách đơn giản. Tần Quan đã đi qua con đường trước mặt Diệp Quân, sau đó sắp xếp mọi thứ cho hắn. An Nam Tịnh nói, để cậu ấy tự đi sẽ tốt hơn. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, nhưng điều kiện là đối phương không được phạm quy. Giống như lần này, nếu không phải Quá Khứ Tông vây giết Diệp Quân thì bà ấy cũng sẽ không xuất hiện. Sức chịu đựng. Bà ấy hy vọng Diệp Quân có thể đi con đường của chính mình, nhưng nếu đối phương quá đáng, bà ta đương nhiên sẽ không ngồi yên. Lần này, Quá Khứ Tông nhắm vào Diệp Quân, còn phát lệnh truy nã, triệu tập vô số Tuế Nguyệt nghịch lưu giả giết Diệp Quân,
nếu bà ấy không xuất hiện thì Diệp Quân chỉ có con đường chết. Thế giới này là như vậy, nhiều lúc bạn giảng đạo lý, giảng quy tắc cũng không được, bởi vì người khác sẽ không quan tâm đến đạo lý hay quy tắc. Nơi nào cũng có kẻ xấu. An Nam Tịnh khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Thật ra bà ấy cũng không muốn Diệp Quân trải qua những gì kiếm chủ nhân gian từng trải qua. Đời trước vì nuôi dưỡng ở bên ngoài cho nên mối quan hệ giữa kiếm chủ nhân gian và dương tộc mới xa cách. Hầu hết thời gian đều như vậy, cho nên mọi thứ đều dựa vào chính mình, vậy thì sau khi ông ấy trưởng thành, ông ấy còn cần dương tộc làm gì nữa? Lúc đầu, dương tộc cũng không chú ý tới điểm này, phải nói là kiếm chủ Thanh Sam không hề chú ý tới. Nhưng về sau, dương tộc mới phát hiện nuôi dưỡng ở bên ngoài chỉ có thể trở thành người xa lạ. Tần Quan hiểu rõ vấn đề này, vì vậy bà ấy thật sự không muốn nuôi Diệp Quân ở bên ngoài. Diệp Quân có thể tự đi con đường của chính mình. Nhưng bà ấy không cho phép những điều bất công đổ lên đầu Diệp Quân. Sau khi chém một tên cường giả quá khứ tông, Diệp Quân định ra tay tiếp nhưng hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn về phía xa, nơi đó có kiếm vực Thanh Khưu. Lúc này, bên trong kiếm vực, vô số khí tức đáng sợ không ngừng tỏa ra. Khí tức mạnh mẽ khiến tất cả mọi người kinh động. Vẻ mặt Diệp Quân vô cùng nghiêm túc. Định phân thắng bại sao? Bùm! Đúng lúc này, kiếm vực đột nhiên vỡ vụn. Học viện thần. Kiếm vực đó bỗng nổ tung, tất cả mọi người đều nhìn sang bên này. Ai thắng? Lúc này Diệp Quân cũng hơi lo lắng, mặc dù hắn rất có lòng tin ở Thanh Khưu nhưng đối thủ của Thanh Khưu là cô gái áo bảo trắng đó. Hắn cảm thấy cô gái này còn đáng sợ hơn ác đạo. Không lâu sau, một người phụ nữ chậm rãi bước ra trong vùng kiếm quang vỡ nát đó. Người bước ra là Thanh Khưu. Thấy thế Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Thanh Khưu nhìn mọi người, sau đó cười nói, đều giết hết rồi sao? Tần Quan gật đầu. Bây giờ người quá khứ tông đa số đều đã bị giết, còn một vài người chạy trốn. Đại cục đã rõ ràng. Thanh Khưu nhìn Diệp Quân, chúng ta nói chuyện một chút. Diệp Quân gật đầu, được. Thanh Khưu dẫn Diệp Quân đi về phía xa. Tần Quan nhìn hai người không nói gì. Đi được một lúc, Diệp Quân đang định nói, Thanh Khưu bỗng ho một tiếng, ngay sau đó một vệt máu chảy ra từ khóe miệng bà ấy. Thấy thế Diệp Quân biến sắc, cô. Thanh Khưu mỉm cười, không chết được đâu. Diệp Quân run giọng nói, chuyện này. Hắn cứ nghĩ là Thanh Khưu thắng rồi nhưng giờ xem ra hình như không phải như thế. Thanh Khưu bỗng nắm lấy cánh tay Diệp Quân, sau đó nói, đỡ cô một chút. Diệp Quân, tiểu tháp, phải nói là lúc này cả người Diệp Quân cứng đờ. Vì nhìn bề ngoài thì vị cô này quả thật rất yếu, hơn nữa không phải là suy yếu bình thường. Bị thương nặng vậy sao? Tông chủ quá khứ tông đó mạnh đến thế à? Diệp Quân do dự. Sau đó hỏi, cô, tông chủ quá khứ tông đó. Thanh Khưu thấp giọng thở dài, vẻ mặt tối sầm, cô ta mạnh lắm, cô không phải là đối thủ. Diệp Quân. Thanh Khưu nhìn Diệp Quân, hơi lo lắng nói, con không chê cô yếu ớt đó chứ. Diệp Quân cười khổ, sao lại chê chứ, cô đừng nói mấy lời này, con. Thanh Khưu mỉm cười, cô đùa thôi. Diệp Quân gật đầu, tâm trạng nặng nề. Đầu tiên là ác đạo, sau đó là cô gái áo bảo trắng này. Áp lực lại lớn hơn rồi. Lúc này hắn cảm nhận được nguy cơ. Thanh Khưu liếc nhìn Diệp Quân, sau đó nói, bây giờ chuyện Tuế Nguyệt Trường Hà cơ bản đã được giải quyết, tiếp theo là việc tiếp quản Tuế Nguyệt Trường Hà, mấy chuyện này không cần con xử lý đâu, con có dự định gì không? Diệp Quân trầm giọng nói, nâng cao thực lực. Thanh Khưu gật đầu, cô giới thiệu cho con một nơi. Diệp Quân nhìn Thanh Khưu, hơi tò mò, nơi nào? Thanh Khưu cười nói, học viện thần. Diệp Quân nhíu mày, học viện thần. Thanh Khưu gật đầu, đúng thế. Diệp Quân ngờ vực, chưa từng nghe nói đến. Thanh Khưu mỉm cười nói, học viện thần, ở thời đại cũ. Diệp Quân sửng sốt, mấy trăm tỷ năm trước. Thanh Khưu gật đầu, đúng thế, học viện thần này được một vị thần tên là thần nhất trong chúng thần điện thành lập vào năm đó. Vào thời đại của thần nhất, khi đó vũ trụ vừa ra đời, vẫn còn rất hỗn loạn, rất nhiều sinh linh không biết cách tu luyện, thế nên thần nhất này đã thành lập học viện này, truyền dạy tất cả tu đạo nên nơi này còn được gọi là cội nguồn của đạo và nền văn minh.
Diệp Quân trầm giọng nói, học viện thần này và chúng thần điện. Thanh Khưu cười nói, việc này có liên quan đến chúng thần điện nhưng thần của chúng thần điện không khống chế được họ, vì học viện thần này tương đối đặc biệt, cho dù mấy vị thần của chúng thần điện đó vẫn còn sống đến ngày nay thì cũng không dám khiêu khích. Diệp Quân hỏi, cô muốn con đến đó học hỏi sao? Thanh Khưu gật đầu, với thực lực và tài nguyên hiện giờ của con, ra ngoài học hỏi chi bằng học ở trong nhà, dù sao những người xung quanh con đều là những cường giả đỉnh cấp. Nhưng nơi này thì khác, nơi này khá đặc biệt, năm đó thần nhất đã tạo ra ba đạo, đó là nhân đạo, thiên đạo, thần đạo, mỗi đạo đều là một sự tồn tại hơn cả đại đạo. À không đúng, phải nói là ba đạo mà ông ta tạo ra vốn dĩ đã hơn hẳn đại đạo, năm đó ở học viện thần, đại đạo cũng như thế. Diệp Quân trầm giọng nói, một mình sáng lập ra ba đạo. Thanh Khưu cười nói, đúng thế. Vẻ mặt Diệp Quân hơi nghiêm trọng, cô, trước đây con nghe chủ nhân bút đại đạo nói, năm đó đại đạo này cũng do thần nhất tạo ra. Thanh Khưu gật đầu, năm đó đại đạo đúng là do ông ta tạo ra, đại đạo này cũng được coi là một trật tự, lúc đầu vẫn còn ổn nhưng kể từ khi thần nhất này qua đời, chúng thần điện xảy ra nội loạn. Đại đạo không còn bị gò bó nữa cho nên người ta có suy nghĩ của bản thân, dĩ nhiên đây là chuyện bình thường, cho dù là người hay là thần, hoặc đại đạo đều sẽ có dục vọng. Diệp Quân do dự, sau đó nói, ở học viện thần có người có thể khống chế đại đạo này sao? Thanh Khưu mỉm cười, bà ấy xoa đầu Diệp Quân, sau đó nói, nhớ kỹ, đừng đặt kỳ vọng vào người khác. Vì con người luôn có tính phụ thuộc. Một khi dựa vào người khác một lần thì sau này sẽ luôn dựa dẫm người khác, hơn nữa dựa dẫm vào ai cũng không bằng tự lực cánh sinh, con hiểu không? Diệp Quân gật đầu, con hiểu rồi. Thanh Khưu cười nói, ba ngày sau, con và tỷ của con cùng đến học viện thần đi. Diệp Quân hỏi ngạc nhiên, tỷ cũng phải đi à? Thanh Khưu gật đầu, lần này tỷ đệ các con đều đi. Diệp Quân cười nói, vâng. Thanh Khưu mỉm cười nói, khi đến đó. Con có thể đọc mấy cuốn sách thần của học viện thần, rất nhiều sách trong số đó là do thần nhất để lại, không chỉ ghi chép chi tiết lịch sử của năm đó mà còn có những ghi chép về văn minh khác, sẽ có ích cho việc tu luyện của con. Diệp Quân gật đầu, được à? Như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, cô, tông chủ quá khứ tông đó thì sao? Thanh Khưu chớp mắt, cô ta đi rồi. Diệp Quân hơi ngờ vực, đi rồi. Thanh Khưu gật đầu, đúng thế. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Thanh Khưu tùy ý nói, có lẽ là bận. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Thanh Khưu cười nói, con chỉ có thời gian 3 ngày, đi tạm biệt họ đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó xoay người đi. Nhìn Diệp Quân biến mất ở đằng xa, Thanh Khưu lau máu ở khóe miệng, sau đó lắc đầu khẽ cười. Lúc này ba người phụ nữ chậm rãi bước ra từ đằng sau bà ấy. Chính là ba người Diệp Thanh Thanh. Bốn thiên mệnh tề tựu. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân ở đằng xa, ánh mắt lạnh lùng, cô gái đó phá vỡ quy tắc, vẫn muốn giữ cô ta lại sao? Thanh Khưu cười nói, tên nhóc này cần một chút áp lực. Diệp Thanh Thanh không nói gì. Thanh Khưu nói tiếp, có thể trải đường cho nó nhưng nó phải tự mình bước đi, nếu không sau này nó sẽ không gánh nổi cả vũ trụ này. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, ta không hiểu tại sao các ngươi lại muốn nó gánh vác vũ trụ này. Quản nhiều như vậy làm gì? Thanh Khưu khẽ cười, bà ấy kéo tay Diệp Thanh Thanh, khẽ nói, nếu thời đại của chúng ta có trật tự thì ca ca cũng không đến nỗi chết trong tay thiên đạo. Nghe thế sắc mặt Diệp Thanh Thanh trở nên lạnh băng. Sắc mặt hai thiên mệnh khác cũng trở nên khó coi. Nhiều lúc cường giả đều bị ép buộc. Như vài người làm phản trong thế tục, nếu thời đại ổn định, đủ ăn đủ mặc thì có mấy người muốn mạo hiểm đi làm phản. Nếu năm đó thế gian có trật tự, có lẽ sẽ không có thiên mệnh vô địch sau đó. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, ta cũng phải đến học viện thần. Đồ cũng nói, ừ, đi xem thử. Thiên mệnh váy trắng chớp mắt, mọi người đều đi, vậy ta cũng đi. Thanh Khưu nhìn ba người, lắc đầu khẽ cười, dĩ nhiên bà ấy biết tại sao ba người họ lại muốn đi, vì bà ấy đã nhận được tin hai người đó cũng sắp đến học viện thần. Thanh Khưu bỗng nói. Mọi người đều đi, vậy thì ta cũng đi. Ba người phụ nữ. Diệp Quân đi đến trước mặt Tần Quan cười nói, cô đã nói gì với con? Diệp Quân nói, cô muốn con và tỷ đến học viện thần. Học viện thần. Tần Quan cau mày.
Thấy thế Diệp Quân hỏi, mẹ biết học viện thần này sao? Tần Quan gật đầu, mẹ biết một chút, là mục tiêu kế tiếp của mọi người ở thời đại cũ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, mục tiêu kế tiếp. Tần Quan gật đầu nói, đúng thế, nơi này có liên hệ chặt chẽ với chúng thần điện, thế nên tiếp theo, mục tiêu của chúng ta là vũ trụ chúng thần và thời đại cũ. Nhưng hiện giờ chúng ta phải chậm lại một chút vì vừa mới tiêu diệt quá khứ tông, mẹ cần hợp nhất cả Tuế Nguyệt Trường Hà và vũ trụ chư thiên vạn giới lại. Diệp Quân gật đầu, đúng là phải thế. Bây giờ vũ trụ Quan Huyên vừa đánh bại quá khứ tông, điều phải làm là tiêu hóa cả Tuế Nguyệt Trường Hà trước. Đấu tranh giành thiên hạ đã khó, trị quốc còn khó hơn. Tần Quan cười nói, chuyến đi đến học viện thần này, còn tiện thể tìm hiểu tình hình bên đó thế nào giúp mẹ, đợi giải quyết ổn thỏa nơi này xong, mẹ sẽ dẫn người đến đó. Diệp Quân gật đầu, vâng. Nếu họ đã muốn lập ra một trật tự mới, dĩ nhiên phải thống nhất vũ trụ trước. Tần Quan mỉm cười, sau đó nói, đi gặp mấy đứa tiểu ca đi. Diệp Quân gật đầu. Nhìn Diệp Quân rời đi, Tần Quan im lặng hồi lâu mới nói, ám u. Bà ấy vừa dứt lời, một người đồ đen bỗng xuất hiện sau lưng bà ấy. Tần Quan bình tĩnh nói, người đích thân đến thời đại cũ. Ám u cung kính cúi người, sau đó rời đi. Ở một bên khác, Diệp Quân và Nạp Lan Ca sải bước đi trong tinh không. Cả đường đi, Nạp Lan Ca đều im lặng không nói. Diệp Quân nắm tay Nạp Lan Ca, thầm thở dài, dĩ nhiên hắn cảm thấy áy náy với cô gái trước mặt này, vì sau khi thành hôn với Nạp Lan Ca, họ rất ít khi gặp nhau. Diệp Quân bỗng nói, tiểu ca, lần này muội đến học viện thần với huynh đi. Tiểu ca ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, thật sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân một lúc rồi cười nói, không cần đâu. Diệp Quân nói, huynh nghiêm túc đấy. Nạp Lan Ca mỉm cười, muội biết. Diệp Quân định nói thêm, Nạp Lan Ca bỗng tựa lại gần hắn, nói nhỏ một câu bên tai hắn. Khi nghe được những lời Nạp Lan Ca nói, Diệp Quân trợn tròn mắt. Diệp Quân nhào tới ôm chầm lấy Nạp Lan Ca, nâng cô lên xoay mấy vòng trong tiếng cười sung sướng. Cô gái chỉ nở nụ cười thẹn thùng động lòng người. Một hồi sau, hắn đặt cô xuống đất, tròn mắt hỏi, là lần trước đúng không? Bị Nạp Lan Ca nguýt một cái đầy xấu hổ. Diệp Quân lại bật cười, vươn tay ôm cô vào lòng. Nạp Lan Ca rúc vào vòng tay hắn, thì thầm, huynh chỉ vừa tiêu diệt xong quá khứ tông, còn rất nhiều việc phải xử lý, ta sẽ ở lại đây giúp mẹ. Diệp Quân gật đầu, ừm. Bên mẹ hắn quả thật đang rất cần người vào lúc này. Tuế Nguyệt Trường Hà vô cùng vô tận, không biết cất chứa bao nhiêu thế giới. Mà Tần Quan thì muốn thu tất cả thời đại vào vũ trụ Quan Huyên. Ai phản đối ư? Trong trăm tỷ năm ở Tuế Nguyệt Trường Hà vào lúc này, không có một thế lực nào dám chống đối vũ trụ Quan Huyên. Trải qua một đêm ấm áp với Nạp Lan Ca xong, Diệp Quân đi đến chân vũ trụ. Mục đích đương nhiên là để gặp Từ Thụ. Từ Nhu và Từ Kính cũng có mặt. Từ Nhu hỏi, người muốn đến thần học viện. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Từ Nhu, thời đại cũ. Diệp Quân gật đầu. Từ Nhu lo lâu, bọn họ. Nếu hiện giờ còn thế lực nào có thể gây uy hiếp đến vũ trụ Quan Huyên, thì một là chúng thần điện, hai là thời đại cũ. Diệp Quân cười, không phải lo, ta đến đó để học tập và tìm hiểu về bọn họ. Tìm hiểu về thần nhất. Người được chủ nhân bút đại đạo tôn sùng tuyệt đối không thể bình phàm, hơn nữa lại còn sáng tạo ra được đại đạo. Hắn muốn tìm hiểu về cường giả như thế để nâng cao sức mạnh bản thân. Từ Nhu gật đầu, không nói gì thêm. Từ Thụ gọi, đại tỷ. Diệp Quân nắm tay nàng ta, cười nói, yên tâm, tỷ ấy không sao. Từ Thụ nắm tay hắn lại, ta không muốn tạo áp lực cho huynh, chỉ là ta lo cho tỷ ấy. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu mà. Rồi hắn nói với cả ba, mọi người không cần quá lo lắng. Hãy tin ta sẽ xử lý tốt chuyện của chân tỷ. Từ Thụ gật đầu. Diệp Quân hơi chần chừ, còn về chân vũ trụ và vũ trụ Quan Huyên. Từ Nhu, ngươi không phải bận tâm, ta và mẹ ngươi sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện ở đây. Diệp Quân nhìn sang, mẹ ta. Từ Nhu khẽ cong môi. Diệp Quân nắm tay nàng ta, là mẹ chúng ta chứ. Việc này rất là quan trọng đấy. Tuy hắn không để tâm lắm nhưng Tần Quan thì lại có,
vì vậy không thể qua loa. Từ Nhu thấy sự chân thành của hắn thì gật đầu. Rồi Diệp Quân lại quay sang Từ Kính, thấy nàng ta nhướng mày, nhìn ta làm gì. Hắn đi đến ôm nàng ta, rồi lại ôm Từ Nhu và Từ Thụ, nói ta đi đây. Sau đó xoay gót đi. Không lưu luyến thêm một giây nào. Bởi vì áp lực đang là quá lớn. Không phải lúc để tỉ tê chuyện tình cảm. Đã có ác đạo lại có tông chủ quá khứ tông, cả hai như những ngọn núi khổng lồ đè lên vai, làm hắn không thể không dốc sức nâng cao sức mạnh. Chuyện tình cảm ư? Không có hứng nói. Bây giờ hắn chỉ muốn nâng cao sức mạnh. Thấy Diệp Quân quả quyết rời đi, Từ Kính nhíu mày, có lời muốn nói ra nhưng không nói được. Từ Nhu thì thầm, hắn trưởng thành rồi. Từ Kính rơi vào im lặng. Đúng vậy, so với trước kia thì Diệp Quân đã trưởng thành rất nhiều. Từ Nhu chợt nói, ta muốn đến kiếp giới thăm đại tỷ. Từ Thụ bắt lấy tay nàng, lắc đầu. Kiếp giới. Đó là nơi ác đạo đang có mặt, lấy sức mạnh hiện nay của họ hoàn toàn không thể chống lại. Từ Nhu thở dài. Từ Thụ, quá khứ tông vừa bị tiêu diệt, Tuế Nguyệt Trường Hà nay đã không còn ai là đối thủ của Vũ Trụ Quan Huyên. Tình hình ngổn ngang còn chờ chúng ta giúp sức. Từ Nhu gật đầu, ta hiểu rồi. Từ Thụ đang muốn nói tiếp thì chợt nhíu mày, đưa tay ôm lấy bụng. Từ Kính và Từ Nhu biến sắc. Từ Nhu hỏi, sao vậy? Từ Thụ cười khổ, đứa nhỏ này lại đạp lung tung. Từ Nhu cười, muốn ra lắm rồi đấy. Từ Thụ dịu dàng vuốt ve bụng mình, cũng nhanh thôi. Từ Kính chợt hỏi, là trai hay gái? Từ Nhu nhìn sang, sinh một đứa rồi biết. Từ Kính giận tím mặt, muốn chết hả? Rồi lập tức nhảy chồm về phía Từ Nhu. Diệp Quân ngự kiếm đi trong Tuế Nguyệt Trường Hà với Diệp An cạnh bên. Đích đến của hai tỷ đệ chính là thời đại cũ. Lần này, chỉ có hai người họ lên đường. Bỗng Diệp Quân lấy ra chiếc nhẫn do Tần Quan đưa cho mà trước đó chưa kịp xem qua. Khi thấy bên trong là gì, tim hắn đập thình thịch một trận loạn xạ. Má ơi! Là tổ nguyên! Tận 100 cái trong nhẫn! 100! Quá mức khó tin! Mẹ giàu đến vậy thật à! Diệp Quân bàng hoàng nghĩ, đây chính là tổ nguyên đó, mẹ đi đâu mà tìm được nhiều vậy? Diệp An ở bên thoáng liếc nhìn vào nhẫn, không nói gì. Diệp Quân thấy vậy thì lưỡng lự một hồi rồi đưa chiếc nhẫn khác sang, nè tỷ. Trong nhẫn có 50 tổ nguyên. Đã hứa là có gì tốt đều phải san sẻ mà. Diệp An không khách khí, thu nhẫn vào tay. Diệp Quân tuy có hơi sót của nhưng dù sao đây cũng là chị ruột, lại còn là một người chị hào sảng. Diệp An thản nhiên đáp, về sau ta bảo kê đệ. Diệp Quân gật đầu, được. Hắn nộp phí bảo kê đó rồi còn gì. Diệp Quân lắc đầu cười. Hai tỷ đệ nhanh chóng biến mất ở cuối Tuế Nguyệt Trường Hà. Chúng thần giới. Nguyên chủ giáo đứng trong chúng thần điện với sắc mặt xấu xí vô cùng. Ngoài ông ta ra còn có các đại chủ giáo và trưởng lão, hay đúng hơn là tất cả những thành viên nòng cốt của chúng thần điện. Sắc mặt ai nấy đều xấu tệ. Bởi vì Vũ Trụ Quan Huyên vừa đưa ra thông điệp cuối cùng với họ, hoặc đầu hàng, hoặc chết. Chúng thần điện đã bao giờ phải chịu nhục nhã thế này. Nhưng khi biết quá khứ tông bị Vũ Trụ Quan Huyên tiêu diệt, chẳng ai dám hó hé phản kháng. Phải làm sao đây? Sắc mặt nguyên chủ giáo âm u. Ông ta thật sự không biết nên làm gì. Đầu hàng thật ư? Tuyệt đối không thể, đừng nói đùa. Thần mà cho phép chúng thần điện đầu hàng sao? Năm xưa cho dù bị quá khứ tông đánh cho nát người, bọn họ cũng chưa từng quỳ gối. Nhưng nếu không hàng, chẳng lẽ lại đối đầu với Vũ Trụ Quan Huyên? Đánh nổi không? Không là cái chắc. Thái độ của Vũ Trụ Quan Huyên cũng vô cùng cứng rắn, không hàng thì chết. Không có lựa chọn thứ ba. Đúng lúc nguyên chủ giáo đang rối rắm, một lão già bước vào điện, cung kính thi lễ rồi kích động nói, chủ giáo, chúng ta có thần dụ. Thần dụ. Hai chữ này khiến ai nấy đều bật dậy. Đã trăm ngàn năm qua không có thần dụ, vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Có nguyên chủ giáo đi đầu, bọn họ nhanh chóng rời khỏi đại điện. Một tia sáng vàng giáng xuống từ trời cao khiến ai nấy đều quỳ xuống. Nguyên chủ giáo cũng quỳ theo với vẻ mặt thành kính. Sự xuất hiện của thần dụ sau ngàn vạn năm này khiến ông ta phấn khích vô cùng. Mỗi khi chúng thần điện gặp đại nạn, nó đều xuất hiện.
Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là thần không quên họ. Thần vẫn ghi nhớ họ. Một hồi sau, một tấm thiếp vàng bay ra từ tia sáng, dừng lại trước mặt nguyên chủ giáo. Ông ta cung kính nhận lấy, nhưng khi đọc được nội dung bên trong thì sửng sốt. Các chủ giáo còn lại tò mò nhìn sang. Một hồi sau, nguyên chủ giáo đứng dậy, lập tức có mệnh lệnh truyền ra từ chúng thần điện. Rút lui khỏi chúng thần giới, di chuyển đến thời đại cũ. Đó là nội dung của thần dụ. Thần muốn họ từ bỏ chúng thần giới. Nguyên chủ giáo tuy mang lòng hoài nghi nhưng cũng đành làm theo. Ông ta cứ tưởng thần sẽ xuất hiện, thống lĩnh họ chiến đấu chống lại vũ trụ quan huyên, nào ngờ thần lại muốn họ từ bỏ nơi này, đến thời đại cũ. Chẳng lẽ thần cũng không muốn khai chiến với vũ trụ quan huyên? Một tia lo lắng xẹt qua trong mắt ông ta. Nhưng ông ta không nghĩ nhiều nữa, lập tức hạ lệnh đưa tất cả rời khỏi chúng thần giới. Họ không thể nào mang theo tất cả, mà chỉ có thể đưa đi những người ở trung tâm nòng cốt và một ít thiên tài yêu nghiệt bậc nhất. Bình dân tầm thường đương nhiên sẽ bị bỏ lại. Vì bọn họ chỉ là gánh nặng với chúng thần điện. Không lâu sau, thần đạo xuất hiện trước chúng thần giới. Dựa theo sắp xếp của chúng thần điện, các thiên tài đứng đầu và những người ở trung tâm bắt đầu lên đường đến thời đại cũ. Cuộc di cư khổng lồ này mất chừng mấy ngày. Đợi tầng lớp trung tâm đi hết rồi, nguyên chủ giáo im lặng nhìn vô số tín đồ quỳ gối trước chúng thần điện. Bọn họ hớt hải chạy đến đây khi thấy chúng thần điện rút lui, khẩn cầu được mang theo. Nếu có thể, nguyên chủ giáo cũng muốn đưa các tín đồ ốm o gầy guộc này đi, nhưng vũ trụ quan huyên lại không cho họ cơ hội này. Ông ta nhìn vào không trung, thấy một người phụ nữ ở nơi xa xăm. Mặc áo tay ngắn và váy vải, tay chắp sau lưng. Là Tần Quan. Bà ấy tới rồi. Nguyên chủ giáo thu hồi tầm mắt, không chút do dự bước lên thần đạo. Nó chậm rãi biến mất. Các tín đồ bên dưới thấy vậy thì lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Những tiếng kêu khóc bắt đầu vang lên. Họ đã biết mình bị thần vứt bỏ, trở thành những con tốt thí. Lúc này, Tần Quan dẫn theo một đám cường giả bước vào chúng thần điện, lãnh đạm nhìn năm pho tượng thần sừng sững, vứt chúng đi. Khi xoay người đi tới cửa, bà ấy lại nói, dựng tượng con ta lên thay thế. Diệp Quân và Diệp An ngự kiếm đi trong tuế nguyệt trường hà. Hai tỷ đệ đã đi đến đoạn mà cần họ phải dùng mọi sức lực, phải hợp sức với nhau mới có thể tiếp tục đi ngược chiều. Thế là Diệp Quân biết mình đã sắp đến thời đại cũ rồi. Trong lòng bèn khấp khởi chờ mong. Cô Thanh Khâu dặn hắn đến đây học hỏi tất nhiên có ý nghĩa sâu xa, mà bản thân hắn cũng đã có hứng thú với lịch sử của thời đại này. Cứ thế, sau mấy ngày đi ngược dòng, hai tỷ đệ cho dù đã hợp sức với nhau nhưng vẫn thấy mệt mỏi rã rời. Nhưng điều này chỉ càng làm dấy lên ý chí chiến đấu của họ. Lại một ngày trôi qua, bước đi của họ trong tuế nguyệt trường hà như đang lội trong sình lầy, gian nan trắc trở. Sắc mặt Diệp Quân có phần nặng nề khi nhận ra sức mạnh tuế nguyệt ở đây kinh khủng vô cùng, ngay cả hắn cũng phải chật vật mới cản lại được. Hắn tuy chỉ mới là mệnh vận đại đế nhưng sức mạnh đã hơn xa một vài thần quân. Ấy vậy mà vẫn không chịu nổi trước sức mạnh tuế nguyệt này. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy Diệp An mặt trắng như vôi, xem ra cũng đang dần đi đến giới hạn. Diệp Quân bèn ngóng nhìn về phía trước thật xa, thấy được bóng dáng mơ hồ của một cánh cửa đá. Sắp đến nơi rồi. Thế là hắn hít vào một hơi thật sâu, cắn răng bước tiếp. Một ngày sau, Diệp Quân siết chặt hai tay, cả người gồng cứng, cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong vũng lầy, bị sức mạnh tuế nguyệt nghiền ép đến muốn vỡ ra. Đáng sợ thật sự. Hắn không ngờ sức mạnh tuế nguyệt ở nơi tận cùng này lại kinh khủng đến thế. Diệp Quân dừng bước khi nhận ra thân thể mình đã bắt đầu rạn nứt. Một ánh mắt nhìn sang cho thấy Diệp An cũng đã ngừng lại, trong mắt là vẻ nặng nề. Hai tỷ đệ liếc nhau, rồi. Uỳnh, uỳnh, hai tia máu phóng lên cao. Sức mạnh huyết mạch. Bọn họ đồng thời kích hoạt huyết mạch phong ma, thổi ra hai khí tức đáng sợ càn quét bốn phía khiến thời không sôi sục. Rồi họ tiếp tục đi tới. Tuy vẫn còn khó khăn nhưng ít nhất đã có thể di chuyển tiếp tục. Khoảng cách giữa họ và cửa đá ngày càng gần. Khi còn cách khoảng trăm trượng, một tầng mây đen chợt giăng kín trên đầu họ. Vô số tia chớp màu xám lóe lên, để lôi uy khủng bố quét xuống. Diệp Quân và Diệp An đồng thời biến sắc.
Diệp Quân tự hỏi, sao lại còn có kiếp ở đây? Chợt Diệp An nói, là tuế nguyệt kiếp. Diệp Quân nhìn sang, tuế nguyệt kiếp. Diệp An gật đầu, là một loại kiếp do tuế nguyệt chi chủ khống chế, ta chỉ nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy. Diệp Quân nhìn tầng mây đen kịt vần vũ trên đầu, thấp giọng nói, hai ta hợp tác. Nhưng Diệp An lắc đầu. Diệp Quân trợn mắt, tỉ đánh một mình hả? Diệp An liếc hắn một cái sắc lẻm rồi gõ nhẹ chân phải, tuế nguyệt chi chủ, ra đây. Thời không gần đó run lên, để một cái bóng mờ nhạt chậm rãi bước ra. Đó là tuế nguyệt chi chủ. Đối phương cung kính thi lễ với họ, tham kiến Diệp đại tiểu thư và Diệp thiếu. Diệp An, kiếp này là do ngươi tạo ra. Tuế nguyệt chi chủ vội lắc đầu, tuyệt đối không phải. Tuế nguyệt chi chủ cười khổ, có cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám làm hai vị khó xử. Kiếp này không phải do ta, mà là chúng thần ở chúng thần điện tạo nên, hòng ngăn tuế nguyệt nghịch lưu giả đi đến thời đại cổ. Diệp Quân nhíu mày, do chúng thần điện làm. Tuế nguyệt chi chủ, đúng thế. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn tầng mây đen, hỏi, vì sao họ lại ngăn người khác đi đến thời đại cổ? Tuế nguyệt chi chủ lắc đầu, ta không biết. Diệp An, người phá được nó không? Tuế nguyệt chi chủ cười khổ, không thể, nhưng nó đặc biệt ở chỗ chứa đựng rất nhiều năng lượng tinh khiết, nếu có thể hấp thu thì sẽ được lợi rất lớn. Hấp thu ư? Diệp Quân nghe vậy thì gọi ngay, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên chui ra từ trong cơ thể hắn. Hắn nhìn tầng mây phía trên rồi cười hỏi cô ấy, muội muốn thử không? Ngao Thiên Thiên gật đầu, được. Đúng lúc này, một tia chớp giáng xuống từ mây đen. Ngao Thiên Thiên hóa thành hình rồng khổng lồ bay lên đón lấy. Duỳnh! Hai bên vừa va chạm, tia sét đã nổ tung. Ngao Thiên Thiên lập tức lao vào đám mây sấm. Diệp Quân thấy vậy thì mỉm cười, cảm nhận được sức mạnh thân xác của Ngao Thiên Thiên đang tăng lên. Hắn đã có thể dùng chung sức mạnh và phòng ngự của Ngao Thiên Thiên nên không cần tu luyện thân xác nữa. Mà Ngao Thiên Thiên thật ra cũng có thể dùng chung sức mạnh huyết mạch với hắn, chỉ là nó quá mức mạnh mẽ nên cô ấy chưa điều khiển được. Bằng không bọn họ sẽ càng trở nên mạnh hơn. Sau khi chui vào đám mây sấm, Ngao Thiên Thiên bắt đầu hấp thu sấm sét một cách nhanh chóng. Cắn nuốt hết thảy. Bằng thân thể hoàn toàn không sợ lôi kiếp. Chừng nửa giờ sau, mây đen tan đi, Ngao Thiên Thiên xuất hiện lại trước mặt Diệp Quân với năng lượng sấm sét hùng hậu không ngừng ùa ra quanh người. Cô ấy nói, ta đi tiêu hóa chúng cái đã. Sau đó nhanh chóng đi vào tiểu tháp. Diệp Quân quay sang cười hỏi Tuế Nguyệt chi chủ, ngươi theo phe nào? Đối phương đáp ngay tắp lự, đương nhiên là theo vũ trụ quan huyên. Đừng đùa chứ, quá khứ tông bị diệt, chúng thần điện bị ép di rời, thư viện quan huyên giờ đây chính là vô địch. Cơ thể phàm nhân giả. Diệp Quân nhìn cánh cửa đá phía xa, ngươi có từng đến thời đại cổ chưa? Tuế Nguyệt chi chủ lắc đầu chưa? Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Tuế Nguyệt chi chủ cười, bổn phận của ta là bảo vệ Tuế Nguyệt Trường Hà này. Diệp Quân, ai bảo mà ngươi phải làm? Tuế Nguyệt chi chủ trần trừ, không dám giấu gì, ta từng đến từ chúng thần điện, đồng nguyên với đại đạo, nhưng chỉ phụ trách bảo vệ Tuế Nguyệt Trường Hà mà thôi, những thứ khác ta không quan tâm. Diệp Quân gật gù, ra là thế. Rồi nói với Diệp An, mình đi thôi tỷ. Diệp An gật đầu. Hai người nhấc chân đi về trước. Tuế Nguyệt chi chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng biến mất. Không lâu sau, Diệp Quân và Diệp An đi đến trước cánh cửa đá cao nghìn trượng, nhìn thấy một lốc xoáy bên trong. Là thời đại cổ. Bọn họ nhìn nhau một cái rồi hóa thành hai tia sáng bay vào cửa. Không biết qua bao lâu sau, khi mở mắt, Diệp Quân thấy mình đang ở trong thông đạo thời không. Kế bên là Diệp An. Cô ấy chỉ vào vách tường thời không xung quanh, để nhìn xem. Diệp Quân làm theo, thấy đang có những hình ảnh xuất hiện trên đó. Là lịch sử đại đạo được thu nhỏ. Diệp Quân nhìn chúng, thì thầm, thời đại cổ này hẳn là một nền văn minh cực kỳ sáng chói. Rồi nhìn về phía cuối. Là thời đại của thần nhất. Theo lời chủ nhân bút đại đạo, người này có thể được gọi là thần. Diệp Quân biết chủ nhân bút đại đạo ít khi kính nể ai, nhưng lại cực kỳ tôn kính người tên thần nhất này. Mà kia, lại là văn minh của thần. Diệp Quân cười nói, mình tăng tốc đi tỉ. Sau đó lập tức ngự kiếm bay lên, biến mất ở nơi xa.
Diệp An cũng biến mất theo. Không biết qua bao lâu sau, hai tỷ đệ đi qua thông đạo thời không, xuất hiện ở một vùng không gian vô danh. Họ vừa mới xuất hiện đã bị một luồng thần thức đáng sợ khóa lại. Một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt họ. Ông ta quan sát hai người, hỏi, các ngươi theo Tuế Nguyệt Trường Hà đến đây. Diệp Quân gật đầu. Ông lão, để làm gì? Diệp Quân, gia nhập học viện thần. Thế là ông lão chỉ vào một cột đá cao nghìn trượng ở một bên. Diệp Quân không hiểu gì hết. Ông lão, khảo thí. Diệp Quân chần chừ một hồi rồi đi đến, đặt tay phải vào con dấu hình bàn tay trên cột đá. Đúng lúc ấy, quỳnh, một luồng sáng rực rỡ phóng ra từ cây cột, lao thẳng lên bầu trời. Cột đá cũng vỡ nát trong nháy mắt. Một tia sợ hãi thoáng qua trong mắt ông lão khi nhìn Diệp Quân. Diệp Quân tò mò hỏi, đây là gì vậy? Ông lão lại nói với Diệp An, ngươi cũng thử xem. Rồi lại lấy ra một cây cột khảo thí khác. Diệp An đi đến đặt tay lên, một luồng sáng rực rỡ phóng ra từ cây cột, lao thẳng lên bầu trời. Cột đá cũng vỡ nát trong nháy mắt. Ông lão thấy vậy thì đanh mặt. Diệp Quân càng khó hiểu, tiền bối. Ông lão chỉ nói, các ngươi đã vượt qua. Diệp Quân gật đầu, cũng không có gì ngạc nhiên. Lấy sức mạnh của hắn và Diệp An hiện nay thì có đi đâu cũng không nằm ở tầng dưới chót được. Mấy việc như đi đến đây làm bố thiên hạ, đến nơi khác bị đánh như con sẽ không xảy ra với họ. Ông lão áo đen nói, theo ta. Rồi xoay gót đi. Diệp Quân và Diệp An đi theo. Trên đường đi, ông lão nói, học viện thần chia làm nội viện, ngoại viện và thần viện. Hai nơi đầu dành cho đệ tử phổ thông, nơi còn lại dành cho thiên tài và nhân viên đặc biệt. Các ngươi có thể vào thần viện. Diệp Quân hỏi, thiên phú của chúng ta ở đây xếp thế nào? Ông lão nhìn hắn, thượng đẳng. Diệp Quân nhíu mày, không phải hạng nhất à? Ông lão, người trẻ tuổi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên đời này luôn có người yêu nghiệt hơn ngươi, như trong thần viện, có ít nhất ba người có thiên phú khủng bố hơn các ngươi. Diệp Quân tò mò, đó là gì? Ông lão, một người của thiên mệnh, một người có cơ thể phàm nhân. Diệp Quân lập tức trợn mắt, cơ thể phàm nhân. Ông lão gật đầu, phải. Diệp Quân chần chừ, coi chừng là đồ giả ấy chứ. Cơ thể phàm nhân. Sở dĩ Diệp Quân nói thế là vì hắn biết rõ đến hiện tại, chỉ hai người có huyết mạch phàm nhân, một là cô váy trắng, hai là hắn. Mà nói một cách nghiêm chỉnh thì cơ thể của hắn bây giờ không phải cơ thể phàm nhân, dù sao cũng chưa đắp nặn xong. Nhưng lúc này, trong học viện thần lại có cơ thể phàm nhân. Chẳng phải là đang nói chuyện vớ vẩn sao? Chắc chắn là kẻ giả mạo. Nghe thấy lời của Diệp Quân, ông lão áo đen thản nhiên nhìn hắn, sau đó nói, chàng trai trẻ, núi cao còn có núi cao hơn, ta ở học viện thần nhiều năm như thế, thiên tài từng gặp còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, rất nhiều người trẻ tuổi giống như ngươi, khi mới đến đều cho rằng mình là thiên tài yêu nghiệt nhất vũ trụ. Nhưng chưa bao lâu hắn đã hiểu bản thân cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Quân cười khẽ, không nói gì, hắn cũng không cho rằng thiên phú của mình đứng đầu vũ trụ, chỉ là nghi ngờ cơ thể phàm nhân này thôi. Nhưng hắn cũng không giải thích. Chẳng mấy chốc, ông lão dẫn hai người Diệp Quân đi tới một vùng biển, sau khi đi qua vùng biển mênh mông, Diệp Quân nhìn thấy một đại lục, trên đại lục đó có mấy chục nghìn tòa thần điện. Lúc này, ông lão áo đen kia chợt nói, chàng trai trẻ, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, người trong thần viện này không đơn giản, bọn họ không chỉ có thiên phú cực kỳ hơn người mà sau lực còn có thế lực bí ẩn to lớn, vô số chỗ dựa, vì thế tốt nhất ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu, nhưng ta cũng có nhiều chỗ dựa lắm. Ông lão áo đen thản nhiên nhìn thoáng qua Diệp Quân, đúng là trùng hợp, có người cũng từng nói giống như ngươi đấy. Diệp Quân cau mày. Đang định đáp lời thì ông lão áo đen chợt nói, đến rồi. Dứt lời, ba người đã đến trước một tòa thần điện. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía thần điện cao đến nghìn trượng, vô cùng hùng vĩ. Ông lão áo đen dẫn hai người tiến vào trong đại điện, Diệp Quân nhìn thoáng qua đại điện, trong đại điện chỉ có một pho tượng, nhưng pho tượng này lại không có mặt. Diệp Quân hơi nghi ngờ, tiền bối, đây là... Ông lão bình tĩnh nói, thượng thần thần nhất từng nói, vị thần trong lòng mỗi người đều phải là bản thân mình chứ không phải ai khác, vì thế ngài ấy đổi tượng của mình thành tượng không có mặt. Nghe thấy thế,
Diệp Quân im lặng. Thần nhất, vị thần này thật sự rất không tầm thường. Lúc này, ông lão áo đen lấy ra hai thẻ bài gỗ từ trên bàn của thần, sau đó đưa cho hai người Diệp Quân, đây là thẻ học viên của học viên thần viện, cũng là thứ tượng trưng thân phận các ngươi sau này. Mỗi tuần có hai tiết thần khóa, các ngươi có thể tham gia, cũng có thể không tham gia. Nhưng các ngươi phải tham gia chuyến đi đến Tội Uyên lịch luyện mỗi tháng. Diệp Quân thắc mắc, Tội Uyên. Ông lão áo đen gật đầu, ở tội giới, nơi đó là khu vực tội ác, có một nhóm tội đồ độc ác sinh sống, làm học viên của thần viện có trách nhiệm giải quyết tội đồ. Hơn nữa sau khi đánh chết tội đồ còn sẽ được thưởng. Diệp Quân hơi tò mò, thưởng gì thế? Ông lão lạnh nhạt nhìn Diệp Quân, sau đó nói, ra cửa bên tay phải, có một gian thần học điện, trong điện có một vài thần tịch cơ bản, người có thể đọc qua. Diệp Quân gật đầu, được. Ông lão nói tiếp, mỗi năm đều sẽ có một lần thi đấu, trận đấu này có rất nhiều phần thưởng đặc biệt, phải tham gia, vì trận đấu này được xem như một bài kiểm tra, đến lúc đó nếu quá tệ sẽ bị đuổi khỏi học viện. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Sau khi ông lão rời đi, Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Diệp An, thấy cô ấy đang nhìn pho tượng không mặt phía xa, hắn hỏi, tỷ tỷ. Diệp An nhẹ giọng nói, đệ thật sự tin rằng trên đời này có thần linh ư. Diệp Quân cười đáp, không biết. Diệp An quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, hắn nhẹ giọng nói, vũ trụ rộng lớn, vô cùng vô tận. Diệp An gật nhẹ đầu, đúng thế. Diệp Quân nói, đệ muốn đi đọc sách, tỷ có đi không? Diệp An lắc đầu, ta muốn đi tu luyện. Diệp Quân hỏi, có cần tiểu tháp không? Diệp An từ chối, không cần. Dứt lời, cô ấy xoay người rời đi. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, tính cách tỷ tỷ vẫn rất lạnh lùng. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhìn thoáng qua tượng vị thần không mặt kia, sau đó xoay người rời đi. Rời khỏi thần điện, hắn đi tới thần học điện, không có ai ngăn cản, hắn vừa đi vào trong, cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi, trong nháy mắt, hắn đã đứng trong một vùng tinh không vô tận. Rất yên tĩnh. Diệp Quân nhìn xung quanh, trong tinh không có những quyển thần tịch đang lơ lửng, khoảng hơn mấy triệu quyển. Diệp Quân mở lòng bàn tay, quyển thần tịch ở gần đó bay vào tay hắn, hắn mở ra xem, trong nháy mắt, một tia thần quang bay thẳng vào giữa chân mày hắn, sau đó, vô số tin tức tràn vào đầu hắn. Làm người tu luyện, đương nhiên bọn họ sẽ không đọc từng trang sách như người bình thường. Một lúc lâu sau đó, Diệp Quân chậm rãi mở mắt, quyển sách hắn vừa đọc là một quyển tạp ký, nói về câu chuyện người tu luyện tham quan tinh hà vũ trụ. Diệp Quân phát hiện người ngoài gọi nơi này là thời đại cũ, nhưng người nơi này lại không gọi như thế, họ gọi đây là thần giới. Thần giới mênh mông rộng lớn, có hai châu lục lớn, lần lượt là thần châu và tội châu chính là tội giới mà ông lão áo đen trước đó nói tới. Thấy tội giới này, Diệp Quân cố ý tìm mấy quyển thần tịch liên quan đến nó. Nửa canh giờ sau, cuối cùng Diệp Quân cũng hiểu được chút ít. Thì ra năm đó tội giới này và học viện thần đều thuộc về thần điện, đúng, không phải chúng thần điện mà là thần điện. Vào thời đại thần nhất, chỉ thần nhất mới có thể được gọi là thần, khi đó thần nhất là một người tối cao chân chính, cũng là vị thần duy nhất. Nhưng sau đó thần nhất chết, những cao thủ trong thần điện bắt đầu tự mình phong thần, còn đổi tên thần điện thành chúng thần điện. Mà sở dĩ thần điện nội loạn còn vì một nguyên nhân khác, đó là lúc đó thần nhất có một vài tùy tùng. Bọn họ là tín đồ trung thành với thần nhất, không cho phép những ngụy thần trong thần điện phá hỏng trật tự do thần nhất sáng lập, nên hai bên xảy ra đại chiến. Sau trận đại chiến đó, chúng thần điện chỉ có 7 vị thần còn sống, một người trong đó đi đến tội châu, 5 người khác tiếp tục ở lại chúng thần điện, còn một người ở lại trong học viện thần do thần nhất sáng lập. Cũng chính là viện trưởng thần cổ của học viện thần hôm nay. Nhưng từ đầu đến cuối vị thần cổ này đều chưa từng gọi mình là thần, cũng không cho phép người của học viện thần gọi 5 vị thần của chúng thần điện là thần. Từ trước giờ học viện thần chỉ thừa nhận một vị thần, đó chính là thần nhất. Trong tinh không, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, đọc nhiều thần tịch lịch sử, hắn cũng hiểu được đại khái rồi. Sau khi thần nhất qua đời, chúng thần điện nội loạn, đến tận bây giờ, mấy cao thủ chúng thần điện còn sống kia vẫn có mâu thuẫn rất sâu sắc. Đặc biệt là học viện thần và tội giới, hai bên đã như nước với lửa rất nhiều năm. Hơi hỗn loạn nhỉ. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, hắn tiếp tục đọc sách.
hắn không có hứng thú với trận chiến thần quyền này, dù sao sau đó, mẹ của hắn là Tần Quan vẫn sẽ thống nhất toàn bộ vũ trụ. Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Quân đều ở thần học điện đọc sách, mà bây giờ, hắn đã hiểu được toàn bộ thần giới và đại khái lịch sử của thần giới, bao gồm quy tắc của học viện thần. Trong học viện thần chia thành thần viện, ngoại viện và nội viện, ngoại viện và nội viện đều thu nhận những thiên tài siêu cấp, nhưng vẫn thua kém thần viện rất nhiều. Tiêu chuẩn nhận học viên của thần viên vô cùng kinh khủng. Ở thần giới, thiên tài được chia thành 8 cấp bậc, lần lượt là tư chất cực phẩm, thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt cái thế, con của đại đạo, dị số, người thiên mệnh, biến số. Muốn gia nhập thần viện, tiêu chuẩn thấp nhất chính là con của đại đạo. Phải biết rằng con của đại đạo là người có khí vận đại đạo hộ thể, người như thế không chỉ có thể theo lành tránh họa, còn có thể lấy được phúc nguyên của đại đạo, đối đầu với người như thế chẳng khác nào làm trái với trời. Dị số và người thiên mệnh ở trên càng khỏi phải nói, người như thế đã không thể suy xét theo lẽ thường được rồi. Nói một cách đơn giản những người như thế chính là bật hách. Cuối cùng lúc này Diệp Quân cũng hiểu vì sao ông lão áo đen bảo hắn phải khiêm tốn rồi. Dù hắn cũng là thiên tài, nhưng cũng lắm chỉ xem là cấp bậc người thiên mệnh, mà bên trên còn có biến số nữa. Biến số là gì? Chính là tồn tại có cấp bậc vượt qua đại đạo. Người như thế hoàn toàn không nằm trong đại đạo. Không thể không nói, Diệp Quân thấy khá tò mò với thiên tài biến số này, hơn nữa hình như trong thần viện cũng có người như thế. Khi nào có cơ hội phải làm quen mới được. Diệp Quân thôi suy nghĩ, tiếp tục đọc sách. Dù hắn có thể hấp thu kiến thức trong sách một cách nhanh chóng, nhưng thật sự có quá nhiều sách, vì thế Diệp Quân đã mất mấy ngày để đọc sách, hắn muốn vào trong tiểu tháp đọc, nhưng những thần tịch này chỉ có thể đọc chứ không thể mang đi. Hắn cũng không muốn để lộ thần vật nghịch thiên như tiểu tháp ở nơi này. Đến một ngày, Diệp An đột nhiên tiến vào, cô ấy đi tới trước mặt Diệp Quân, đi đến tội giới. Diệp Quân hỏi, có nhiệm vụ à? Diệp An gật đầu. Diệp Quân buông thần tịch trong tay xuống, sau đó nói, đi. Dứt lời, hai tỷ đệ rời khỏi học viện thần. Trên đường đến tội giới, Diệp Quân chợt hỏi, tỷ có gặp những thiên tài khác trong thần viện không? Diệp An lắc đầu. Diệp Quân hơi nghi ngờ, chưa từng gặp luôn sao? Diệp An gật đầu, thiên tài trong thần viện không bị ràng buộc, nên ngoài nhiệm vụ lịch luyện ở tội giới mỗi tháng, bọn họ gần như chưa từng xuất hiện. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Cũng như hắn mỗi ngày đều ở thần học điện đọc sách, người ngoài muốn gặp hắn e rằng cũng rất khó. Diệp An chợt nói, nơi này không đơn giản, phải cẩn thận một chút. Diệp Quân nhìn về phía Diệp An, nét mặt cô ấy rất nặng nề, trong học viện có một vài cao thủ rất mạnh, hơn nữa còn có nhiều chỗ rất nguy hiểm. Diệp Quân gật đầu, đệ biết rồi. Diệp An nhìn Diệp Quân, sau đó nói, trong thần viện có một kiếm đạo viện. Nghe nói do thần nhất năm đó sáng lập, hơn nữa còn từng để lại một quyển thần điển kiếm đạo, sau này đệ có thể đi xem thử. Diệp Quân hơi tò mò, thần nhất này còn tu kiếm à? Diệp An lắc đầu, không rõ, nhưng có lẽ cao thủ như thế sẽ có hiểu biết về tất cả các đạo. Diệp Quân gật đầu, cũng đúng. Lúc này, tiểu tháp chợt nhẹ giọng nói, ấy, hơi thở quen thuộc quá. Hơi thở quen thuộc ư? Nghe thấy lời của tiểu tháp. Diệp Quân nhất thời hơi ngạc nhiên, tháp ra, hơi thở quen thuộc gì vậy? Tiểu tháp đáp, vào khoảnh khắc khi nãy, ta cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Diệp Quân nhìn xung quanh, thần thức trải ra ngoài như một tấm lướt, chẳng mấy chốc, phạm vi mấy triệu dặm xung quanh đã bị bao phủ bởi thần thức của hắn. Nhưng hắn không phát hiện được gì cả. Diệp Quân nhíu mày. Lúc này, Diệp An hỏi, sao thế? Diệp Quân nói, tháp gia nói cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Diệp An nhíu mày, hơi thở quen thuộc. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn xung quanh, tỏ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ nơi này cũng có người thân của hắn. Diệp Quân lắc đầu, thôi suy nghĩ, đi thôi. Hai tỷ đệ biến mất ở cách đó không xa. Ở một hướng khác, có một người đàn ông và một người phụ nữ chậm rãi bước đi. Người đàn ông hơi nghi ngờ, Thanh Nhi. Vì sao, ta cảm thấy hai người khi nãy hơi quen thuộc vậy? Người phụ nữ bình tĩnh hỏi, thế sao? Người đàn ông gật đầu, cảm thấy rất quen thuộc. Người phụ nữ hờ hững nói, có lẽ là con trai của huynh đấy. Người đàn ông thoáng sửng sốt,
sau đó cười nói, Thanh Nhi, muội lại nói đùa rồi. Người phụ nữ nở nụ cười thản nhiên, không nói gì thêm. Người đàn ông nhìn về phía cuối tinh không xa xa, đi thôi. Hai người nhanh chóng biến mất ở phía xa. Không lâu sau đó, Diệp Quân và Diệp An đi qua một khu vực tinh không tối tăm đến một cánh đồng hoang vu. Tội giới. Vừa tiến vào tội giới, Diệp Quân đã cảm nhận được một hơi thở tà ác. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, thi thoảng trong dãy núi phía xa có tiếng đánh nhau vang lên. Diệp Quân nói, đi xem thử. Dứt lời, hai tỷ muội biến mất ở cách đó không xa. Hai tỷ muội nhanh chóng đi tới một dãy núi, vừa tiến vào, hai người đã nhìn thấy một đám người đang vây giết một con yêu thú khổng lồ. Yêu thú kia có thân người mặt thú, dáng người to lớn, cao cả trăm trượng, hai cánh tay như trụ đá, vung lên khiến núi cao sụp đổ, đất trời rung chuyển. Giao thủ với nó là hai người đàn ông và một cô gái. Trong đó còn có một người là kiếm tu. Điều khiến Diệp Quân kinh ngạc là ba người đều là cao thủ cảnh giới đế quân. Diệp Quân nhìn một người đàn ông trong đó, người này là kiếm tu, gã cầm một thanh kiếm rất to, khá giống thanh kiếm của vị đại kiếm đế quân trước kia, là kiểu trọng kiếm, mà người đàn ông này cũng tu luyện kiếm đạo theo kiểu bá đạo, một kiếm vung lên có thể khiến đất trời lay động. Trong ba người, lối đánh của gã là hung hãn nhất, có thể đối đầu trực diện với con yêu thú kia. Một người đàn ông khác là thể tu, vóc người cao to, trên người tản ra ánh lửa nóng bỏng, hắn ta chắn ngay phía trước để giữ chân con yêu thú kia, thu hút hỏa lực. Còn cô gái kia là một thần thuật sư, hai tay cô ta vung lên, liên tục có thuật pháp bí ẩn đánh về phía yêu thú. Thần thuật sư. Đây là một chuyên ngành đặc biệt của thần giới, rất cao quý, đứng trên tất cả các chuyên ngành khác. Sở dĩ nó cao quý là vì nó có thể liên kết thần lực. Sau đó mượn thần lực chế tạo ra thần phù là một loại bùa chú đặc biệt, uy lực đáng sợ, có thể giúp năng lực của một người tăng mạnh. Có thể nói nếu người có bạn là thần thuật sư, người sẽ phát hiện chiến lực của mình vượt xa người cùng cấp bậc. Diệp Quân rất tò mò với thần thuật sư, hắn nhìn về phía cô gái kia, hắn phát hiện uy lực thần thuật của người phụ nữ này thật sự rất mạnh, còn mạnh hơn kiếm tu kia, mà rõ ràng con yêu thú cũng khá kiêng dè cô gái. Vì nó hoàn toàn không dám đối đầu trực diện với thần thuật của cô ta. Ba người phối hợp rất ăn ý, dù con yêu thú kia mạnh hơn bọn họ, nhưng nó hoàn toàn bị áp đảo. Lúc này, Diệp Quân cất lời, tỷ tỷ, con yêu thú này là nhiệm vụ của bọn họ à? Diệp An gật đầu. Diệp Quân nhìn mấy người kia, sau đó nói, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Hắn chưa từng hỏi chuyện này là vì hắn cảm thấy nhiệm vụ đó có lẽ sẽ rất dễ với hắn và Diệp An. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ không đơn giản như thế. Vì ba người trước mắt đều là người của học viện thần, mà bọn họ chỉ là đệ tử nội viện. Nhiệm vụ của đệ tử nội viện đã kinh khủng đến thế rồi. Diệp An bình tĩnh nói, chưa xem. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Diệp An nhìn chằm chằm hắn, có vấn đề gì à? Diệp Quân lắc đầu, không có vấn đề. Diệp An mở lòng bàn tay, hai quyển trục xuất hiện trong tay cô ấy mở quyển trục, khi nhìn thấy nội dung bên trên, Diệp Quân im lặng. Giết một con tội thú cấp bậc thiên quân. Yêu thú ở nơi này được gọi thống nhất là tội thú, vì những thứ ở tội giới đều có tội. Đây là quy định của thần viện. Tội thú cấp bậc thiên quân. Diệp Quân im lặng. Có thể nói là rất khó khăn. Vì thực lực của con tội thú cấp bậc đế quân trước mắt đã không tầm thường rồi, có thể tưởng tượng được tội thú cấp bậc thiên quân sẽ kinh khủng đến mức nào. Diệp Quân cất tiếng hỏi, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Diệp An đáp, có hai sự lựa chọn, một là dùng tiền để thay thế, không nhiều, một tổ nguyên là được. Thứ hai là hạ xuống thành học viên nội môn. Diệp Quân định hỏi tiếp nhưng lúc này, phía xa chợt vang lên một tiếng nổ. Sau đó con yêu thú kia bị một quả cầu lửa đánh trúng, cơ thể bốc cháy, cuối cùng chậm rãi ngã xuống dưới sự tấn công của ba người. Thắng rồi. Sau khi giết chết con tội thú kia, ba người đều nở nụ cười. Một con tội thú cấp bậc đế quân, cả cơ thể đều là bảo bối, mà học viện thần sẽ không lấy những bảo bối này, chẳng những thế còn sẽ thưởng cho ngươi. Lúc này, người đàn ông thể tu đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người nhóm Diệp Quân. Khi nhìn thấy Diệp Quân, hắn ta cười chào hỏi, hai người cũng là học viên của học viện thần sao?
Giọng nói như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Diệp Quân cười đáp, phải. Dứt lời, hắn và Diệp An đi tới trước mặt ba người. Người đàn ông quan sát hai người, sau đó hỏi, hai người là học viện của nội viện à? Diệp Quân cười nói, chúng ta là học viện của thần viện. Thần viện. Nghe thấy lời của Diệp Quân, ba người nhóm người đàn ông thể tu đều thoáng sửng sốt. Cô gái thần thuật sư kia nhìn thoáng qua Diệp Quân và Diệp An, hơi cau mày. Người đàn ông thể tu ngạc nhiên hỏi lại, thần viện ư? Học viên nội viện và ngoại viện đều rất tò mò về học viên thần viện, vì học viên thần viện đều là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, bình thường bọn họ gần như không thể gặp được. Mà nghe đồn, học viên của thần viện đều giống như bật hách. Vì thế, sau khi nghe thấy lời Diệp Quân, ba người đều rất kinh ngạc. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông thể tu thoáng do dự, sau đó nói, có thẻ học viên không? Diệp Quân mở lòng bàn tay, thẻ học viên xuất hiện. Thấy thẻ học viên của Diệp Quân, người đàn ông thể tu thoáng ngạc nhiên, sau đó nói, có thể cho ta mượn xem thử không? Diệp Quân gật đầu, đưa thẻ học viên cho người đàn ông thể tu, hắn ta nhận lấy quan sát một lúc, sau đó hưng phấn nói, đúng là thần viện này, ha ha. Không ngờ lại có thể gặp được học viên của thần viện trong truyền thuyết, nghe nói các người đều như bật hách vậy, huynh đệ, có thể để ta thấy huynh bật hách không? Diệp Quân. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, người đàn ông cười ngượng ngùng, ta chỉ đùa thôi. Sau đó, hắn ta trả thẻ học viên lại cho Diệp Quân, sau đó nói, ta tên Vân Tàng, là một thể tu. Diệp Quân cười đáp, Diệp Quân. Vân Tàng hỏi, hai người cũng đang đi làm nhiệm vụ sao? Diệp Quân gật đầu. Vân Tàng đang định hỏi tiếp thì người đàn ông kiếm tu bên cạnh chợt cất lời, nghe nói học viên thần viện đều rất yêu nghiệt, hôm nay gặp Diệp công tử, tại hạ muốn được lĩnh giáo hai chiêu, không biết Diệp công tử có sẵn lòng chỉ bảo không? Khiêu chiến. Diệp Quân nhìn người đàn ông kiếm tu, cười nói, chắc là không cần thiết đâu nhỉ. Người đàn ông kiếm tu nhướn mày, tỏ vẻ không vui, Diệp công tử coi thường ta sao? Diệp Quân nhíu mày, đang định đáp lời thì Vân Tàng chợt nói, Cố Trần huynh, đâu cần thiết phải thế. Người đàn ông kiếm tu tên Cố Trần nhìn chằm chằm Diệp Quân, nghe nói học viên thần viện đều rất nghịch thiên, ta muốn tìm hiểu xem có phải thật sự nghịch thiên như thế không. Gã luôn rất khinh thường học viên thần viện. Vì trước đây khi gã đến học viện thần, mục tiêu của hắn chính là thần viện, nhưng học viện thần chỉ cho hắn làm học viên nội viện. Điều này khiến gã luôn nghi ngờ. Học viên thần viện thật sự mạnh đến thế sao? Nghe thấy lời của Cố Trần, Vân Tàng xa sầm mặt, cũng không khuyên nữa, vì hắn ta biết đã nói đến mức này rồi, nếu còn khuyên sẽ đắc tội người khác. Diệp Quân cười nói với Cố Trần, nhất định phải giao thủ à? Cố Trần nhìn chằm chằm Diệp Quân, đúng thế. Diệp Quân gật đầu, có thể bắt đầu rồi chứ? Cố Trần mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay gã, có thể rồi. Diệp Quân đột nhiên rút kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm chồng chéo. 10 lần chồng chéo 1000 tia kiếm. Vào khoảnh khắc kiếm chém ra, con người Cố Trần chợt co lại, theo bản năng nâng kiếm lên đỡ. Trong nháy mắt, Cố Trần đã bị đánh bay xa chục nghìn trượng, vừa dừng lại, thân thể gã đã vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn, cùng lúc đó, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào giữa chân mày của gã. Thua trận. Cố Trần nhìn Diệp Quân. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái bên cạnh cũng tràn đầy nỗi khiếp sợ, cô ta biết thực lực của Cố Trần, hiếm có đối thủ trong cảnh giới đế quân. Nhưng lại bị đánh bại bằng một kiếm. Vân Tàng cũng rất kinh ngạc, hắn ta nhìn về phía Diệp Quân, thở dài, Diệp huynh không hổ là học viên của thần viện, thực lực đúng là kinh khủng. Diệp Quân khẽ mỉm cười, thực lực của Vân Tàng huynh cũng không yếu. Vân Tàng lắc đầu cười khổ, vẫn còn thua xa Diệp huynh. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, Vân Tàng huynh, tỷ đệ ta vẫn còn nhiệm vụ, chúng ta hôm nào trò chuyện sau nhé, tạm biệt. Dứt lời, hắn và Diệp An xoay người rời đi. Nhìn hai người Diệp Quân rời đi phía xa, Vân Tàng không nhịn được thở dài một lần nữa, kiếm quá mạnh. Thật ra lúc đầu hắn ta cũng hơi không phục, vì hắn ta rất tự tin, vì sao hắn ta không thể tiến vào thần viện. Nhưng lúc này, hắn ta đã tâm phục khẩu phục rồi. Như nghĩ đến điều gì, hắn ta quay đầu nhìn Cố Trần bên cạnh, Cố Trần đang xa sầm mặt, không nói một lời.
Lúc này, cô gái thần thuật sư kia chợt nói, chữa lành thân thể rồi chúng ta đi thôi. Cố Trần im lặng một lúc lâu mới bắt đầu tu bổ thân thể. Nửa canh giờ sau Cố Trần tu bổ thân thể xong, ba người rời khỏi tội giới, đi tới một tinh không, nhưng lúc này, bọn họ gặp hai người, một nam một nữ. Người đàn ông mặc áo bào trắng, bên ngoài có màu xanh lục, trông rất thanh tao. Cô gái mặc váy trắng, cũng rất trang nhã. Thấy hai người, Vân Tàng đang đi đầu thoáng do dự, sau đó hỏi, hai vị cũng là học viên của học viện thần sao? Gần như chỉ có học viên thần viện mới có thể đến Tội Châu, vì nơi này rất nguy hiểm, người bình thường hoàn toàn không dám đặt chân đến. Người đàn ông gật đầu, Vân Tàng cười nói, người của nội viện hay ngoại viện thế? Người đàn ông đáp, thần viện. Thần viện. Nghe thấy lời của người đàn ông, ba người nhóm Vân Tàng nhất thời sửng sốt. Lại là thần viện. Lúc này, Cố Trần kia chợt tiến lên, gã nhìn chằm chằm hai người, nghe nói người của thần viện đều rất yêu nghiệt, tại hạ bất tài, muốn xin chỉ bảo một chút. Dứt lời, gã mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện, sau đó, một luồng kiếm thế mạnh mẽ bao phủ lấy hai người. Gã không tin người của thần viện đều yêu nghiệt như thế. Đi tìm hiểu lịch sử. Khiêu chiến. Nghe Cố Trần nói thế, người đàn ông áo trắng hơi giật mình, bất ngờ. Người phụ nữ váy trắng lạnh nhạt nhìn Cố Trần, không nói gì. Thấy hai người đều im lặng, sắc mặt Cố Trần trầm xuống, các ngươi coi thường đệ tử nội viện của ta đấy à? Xuất kiếm đi. Vừa dứt lời, một thanh kiếm đã kề ngay trước trán gã. Vẻ mặt Cố Trần cứng lại. Vân Tàng và người phụ nữ thần thuật sư cũng trợn mắt há mồm. Bởi vì bọn họ đều không phát hiện ra người đàn ông kia rút kiếm như thế nào. Người đàn ông áo trắng hờ hững nhìn Cố Trần, xòe bàn tay ra, thanh kiếm kề trước trán Cố Trần bay về tay ông ta, sau đó ông ta đưa người phụ nữ váy trắng đi về hướng xa. Tại chỗ, nét mặt Cố Trần xám như tro tàn, đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên, gã còn nhìn thấy Diệp Quân rút kiếm. Lần này đối phương rút kiếm lúc nào gã còn không biết. Trực tiếp nghiền ép. Gã yếu đến vậy sao? Lúc này, Cố Trần bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Sắc mặt Vân Tàng và người phụ nữ thần thuật sư cũng hơi khó coi, thần viện đều đáng sợ vậy sao? Thế này chính là bật hách đó hả? Khó tin. Vân Tàng cười khổ, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực và tuyệt vọng, giống như rơi vào vực sâu vô tận, thật sự bất lực và tuyệt vọng. Đây chính là thần viện ư? Vân Tàng thở dài thườn thượt, cười chua chát. Bây giờ hắn ta đã biết vì sao bọn họ không thể vào được thần viện rồi, vì so với người của thần viện, bọn họ còn kém rất xa. Vân Tàng quay đầu nhìn Cố Trần như mất hồn bên cạnh, nói, đi thôi. Cố Trần hít sâu một hơi, ta sẽ cố gắng vượt qua bọn hắn. Vân Tàng gật đầu, huynh cố lên. Cố Trần trừng mắt nhìn Vân Tàng, huynh không tin ta à? Vân Tàng vỗ vai Cố Trần, khẽ thở dài, đôi khi có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể làm được. Nói xong hắn ta và người phụ nữ thần thuật sư rảo bước biến mất ở phương xa. Cố Trần đứng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tội giới. Diệp Quân và Diệp An đến một dãy núi rộng lớn, so với săn giết yêu thú, hắn càng tò mò về tội giới này hơn. Bởi vì những miêu tả về tội giới trong sách thần ở học viện thần đều là mặt xấu xa, tàn ác. Đương nhiên hắn không tin, vậy nên lần này đến tội giới, hắn muốn xem thế giới này, tìm hiểu về nó nhiều hơn. Sách ở học viện thần ghi chép chính sử. Nhưng rất nhiều lúc, giả sử mới là chân tướng thật sự. Lúc này, Diệp An dường như cảm nhận được ý đồ của Diệp Quân, cô ấy chợt hỏi, đệ đến đây không phải để săn giết yêu thú à? Khoảng thời gian này họ xuyên qua núi non bao la, gặp một số yêu thú cực kỳ mạnh, nhưng Diệp Quân luôn chọn đi đường vòng. Hơn nữa Diệp Quân còn bảo tiểu tháp che giấu khí tức của họ. Diệp Quân gật đầu, tội giới này cũng có một vị thần, nhưng tội vương lại nói vị thần này là ác thần. Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt, nhẹ giọng bảo, lịch sử năm xưa chắc chắn không đơn giản. Diệp An nhìn Diệp Quân, để có hứng thú với lịch sử đó. Diệp Quân cười, đúng. Diệp An bình tĩnh nói, hỏi chủ nhân bút đại đạo là tốt nhất. Diệp Quân lắc đầu cười, để thấy chủ nhân bút đại đạo cũng có điều giấu chúng ta. Hắn và chủ nhân bút đại đạo là quan hệ hợp tác,
nhưng hắn biết chủ nhân bút đại đạo cũng có bí mật. Đương nhiên đây cũng là điều bình thường. Lúc này Diệp Quân chợt quay đầu nhìn về phương xa, phía cuối tầm mắt loáng thoáng có thể thấy một tòa thành cổ. Diệp Quân suy nghĩ rồi bảo, tỷ, chúng ta đổi trang phục đi. Nói xong hắn lấy hai chiếc áo choàng đen ra. Hai tỷ đệ thay trường bào xong thì tới thành cổ, không biết thành cổ này đã có từ bao giờ, tường thành đã trở nên trắng xóa, bên trên loáng thoáng còn có thể thấy một ít văn tự cổ. Sau khi hai tỷ đệ vào thành, Diệp Quân nhìn quanh, tòa thành hơi vắng vẻ, mặc dù trên đường có người nhưng rất ít, cũng đều là người tu luyện. Hai tỷ đệ chậm rãi đi trên đường, người trên đường đều rất cảnh giác với họ. Chẳng mấy chốc hai người đã đến trước thần điện, trong điện có một bức tượng thần không có mặt. Nhìn thấy bức tượng thần vô diện này, Diệp Quân hơi nhíu mày, nơi này mà cũng cung phụng tượng thần vô diện ư. Từ một góc nhìn nào đó, tượng thần vô diện tương đương với thần nhất. Rõ ràng là tội giới cũng tôn thần nhất làm thần. Lúc này một ông lão bỗng từ từ bước ra từ trong thần điện, ông ta mặc trường bào màu đen, tay phải chống gậy, lưng hơi gù. Ông lão áo đen nhìn hai tỷ đệ Diệp Quân, ánh mắt không mấy thân thiện, vì sao không lễ bái. Diệp Quân nhìn ông lão áo đen, cười nói, thượng thần thần nhất từng nói, vị thần trong lòng mỗi người nên là chính mình. Nếu đã là chính mình thì tại sao phải lễ bái chính mình? Nghe Diệp Quân nói thế, ông lão áo đen hơi giật mình, ông ta quan sát hai người rồi hỏi, ngươi là ai? Diệp Quân không trả lời mà cùng Diệp An quay người rời đi. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân, chau mày không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi ra khỏi thần điện, Diệp An nói, ta vào tháp của đệ tu luyện, khi nào có đánh nhau thì gọi ta. Nói xong cô ấy đi vào tiểu tháp. Diệp Quân lắc đầu cười, hiển nhiên là tỷ tỷ không có hứng thú với lịch sử của thần. Diệp Quân đang định đi nhưng lúc này, thời không trên trời chợt tách ra, một nhóm người xông ra ngoài. Nam nữ đủ cả, có khoảng 20 người, những người này đều mặc thần bào. Học sinh của học viện thần. Chống địch. Lúc này một giọng nói bất chợt vang lên trong thành, sau đó một nhóm cường giả áo đen trong thành lao ra đối đầu với nhóm học sinh của học viện thần. Trên trời, trong số học sinh của học viện thần, người đàn ông tóc đỏ cầm đầu cười ngoác miệng, các vị, đều là điểm cả đấy. Thoải mái chém giết đi. Thoải mái chém giết. Nghe thấy lời của người đàn ông tóc đỏ, nhóm học sinh lao thẳng về phía nhóm cường giả áo đen. Tuy nhóm cường giả áo đen mạnh, nhưng không phải đối thủ của nhóm học sinh học viện thần, vừa giao đấu đã có hơn chục cường giả áo đen bị giết. Mà nhóm học sinh học viện thần xông vào thành xong, thấy ai giết người đó, cứ giết được một người là sẽ lấy đầu của người đó đi. Nhóm học viên học viện thần càng giết càng hăng, rất nhanh, trong thành vang lên từng tiếng la hét thảm thương. Diệp Quân nhìn thấy cảnh này thì trốn trong góc phố, bởi vì lúc này hắn đang mặc áo bào đen nên rất dễ bị coi là tội dân nơi đây. Diệp Quân đứng ở góc đường lặng lặng quan sát, trong thành có rất nhiều người phản kháng, nhưng thực lực của họ kém học sinh nội viện học viện thần rất nhiều. Vì thế khi học viên học viện thần xông vào thì lập tức thành cuộc tàn sát. Tội dân. Diệp Quân nhìn cảnh tượng trước mặt, im lặng. Lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên có ba người chạy ra khỏi nhà, một nam một nữ và một bé gái. Bé gái chừng 6-7 tuổi, cô bé nhìn xung quanh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mông lung, đầy sợ hãi. Một nam một nữ đang định đưa cô bé đi trốn, nhưng lúc này một luồng sáng lạnh lẽo đột nhiên vút qua. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông thay đổi rõ rệt, hắn ta lập tức kéo người phụ nữ và bé gái bên cạnh ra sau lưng, sau đó xông lên phía trước, nhưng còn chưa kịp ra tay, một luồng sáng lạnh lẽo đã lóe lên trước cổ họng hắn ta. Phụt! Đầu người đàn ông văng ra ngoài, máu tuôn như mưa xối. Cha! Thấy cảnh này, bé gái lao như điên về phía người đàn ông nhưng bị người phụ nữ giữ lại thật chặt. Nơi xa, một học viên của học viện thần đi tới. Trong tay hắn ta cầm một con dao ngắn, ánh mắt hắn ta nhìn người phụ nữ, miệng cười tâu toét, người vút lên rồi biến mất. Trong mắt người phụ nữ tràn đầy kinh hãi, nhưng nàng ta không lùi lại, lấy một chiếc khiên cổ ra chắn trước người. Cong! Khiên cổ lập tức vỡ tan, người phụ nữ bị hất bay xa hàng trăm mét. Mẹ! Cô bé điên cuồng đuổi theo người phụ nữ, nhưng lúc này, học viên của học viện thần lại bất ngờ chém một đao về phía cô bé. Thấy cảnh này, Diệp Quân ở góc đường chợt cau mày,
hắn phất tay áo. Rầm. Một sức mạnh khủng khiếp ngay lập tức hất văng học viên học viện thần ra xa hàng trăm mét. Sau khi thiếu niên đó dừng lại thì nheo mắt, hắn ta quay lại nhìn Diệp Quân ở góc đường, còn một tội đồ nữa. Diệp Quân không để ý đến thanh niên, người hắn run lên rồi tới trước mặt bé gái và người phụ nữ nằm trên đất, hơi thở rất yếu ớt. Nhìn thấy Diệp Quân, người phụ nữ kéo tay bé gái đặt vào tay Diệp Quân, run rẩy nói tiền bối. Diệp Quân do dự một chút rồi bảo, cô bé sẽ không sao đâu. Nghe thấy Diệp Quân đồng ý, trên mặt người phụ nữ hiện lên nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười liền cứng ngắc, nàng quay đầu nhìn thi thể người đàn ông phía xa, ánh sáng trong mắt dần biến mất. Cô bé ôm lấy người phụ nữ, nước mắt như mưa. Mà vào lúc này, học sinh học viện thần chợt hóa thành đao quang phóng về phía Diệp Quân. Diệp Quân nhíu mày. Lúc này một luồng thương mang phóng từ xa đến với tốc độ cực nhanh. Phập! Ánh sáng lạnh lẽo vỡ tan, ngay sau đó học viện thần bị một chiếc trường thương đâm xuyên ngực, cuối cùng bị đóng đinh vào một bức tường cách đó mấy trăm mét. Xiết trong giây lát, Diệp Quân quay đầu nhìn, bên phải cách đó không xa có một người phụ nữ đang đi tới, nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, cô ta mặc bộ váy dài màu đen bó sát, mái tóc dài qua vai. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhìn qua lại có chút lạnh lùng. Giữa hai lông mày của cô ta có một nốt ruồi đỏ như máu. Không thể không nói người phụ nữ này rất xinh đẹp, ngũ quan tinh tế đến hoàn hảo, là kiểu phụ nữ khiến người ta nhìn một lần lẽ sẽ không thể quên. Chỉ là hơi lạnh lùng, và lại sát ý trên người cô ta quá rõ. Nhìn thấy người phụ nữ này, học viện thần nơi xa lập tức kinh hãi, tội nữ. Lời còn chưa dứt. Người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước mặt học viên, sau đó đấm vào đầu kẻ ấy. Bùm! Đầu của học viện thần vỡ tung, hóa thành một đống xương máu, máu tanh cực đáng sợ. Mà lúc này trong thành đột nhiên vang lên một tiếng hét sợ hãi, là tội nữ, rút! Âm thanh vừa dứt, những học viên của học viện thần trong thành đều phóng lên trời, bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, thời không trên trời tách ra. Một nhóm cường giả bí ẩn mặc áo đỏ lao ra, đuổi theo đám học viên. Tội nữ không đuổi theo mà quay người lại, lúc này Diệp Quân đã tới trước mặt cô ta chỉ nhìn hắn chứ không nói. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng hắn cảm nhận được luồng khí nguy hiểm. Lúc này, bé gái bật khóc, tội nữ tỉ tỉ, là ca ca này đã cứu muội. Tội nữ nhìn Diệp Quân, gặp nạn không bỏ chạy, xứng đáng là đấng nam nhi. Sau này đi theo ta đi. Nói xong, tội nữ xoay người, tay cầm thương ném mạnh về phía chân trời. Vèo. Trường thương xé không trung lao đi, nơi xa vạn dặm, một học viên của học viện thần bị trường thương xuyên thủng đầu, thần hồn cùng tan biến tại chỗ. Tội nữ lại xòe tay, trường thương hóa thành một tia sáng lao trở về tay cô ta. Diệp Quân nhìn tội nữ trước mặt, lòng đã bắt đầu khiếp sợ, người phụ nữ này có thực lực khủng bố quá. Cần biết rằng, học viên của học viện thần kia đều có thực lực không tệ, thấp nhất cũng đã tới cấp bậc mệnh vận đại đế, nhưng lại chẳng khác gì con cừu non trước mặt người phụ nữ này, hoàn toàn không có sức chống trả. Lúc này, chợt có một thiếu niên áo đen xuất hiện trước mặt tội nữ, vẻ mặt rất khó coi, lão đại, lỡ để bọn họ chạy thoát rồi. Tội nữ lạnh nhạt hỏi, trong thành đã có bao nhiêu người chết? Thiếu niên áo đen tái xanh cả mặt, hơn vạn người. Hơn vạn người. Lập tức, ánh mắt tội nữ bỗng lạnh như băng, không khí quanh người cũng đột ngột trở nên lạnh lẽo, khiến người ta sợ hãi. Tội nữ trầm mặc một hồi rồi quay sang phía Diệp Quân cùng cô gái nhỏ còn đang thút thít, các người đi theo ta. Nói đoạn, cô ta bước tới gần cô gái nhỏ, kéo cô gái cùng đi. Diệp Quân chần chừ một lát rồi cũng cất bước theo sau. Ba người mau chóng rời khỏi thành cổ, vừa ra khỏi đó. Từ nơi xa có hơn chục người lướt tới, đến trước mặt tội nữ, cung kính chào, lão đại. Diệp Quân nhìn họ, hơn chục người này đều mam hơi thở cực kỳ hùng hồn, không hề kém đám học viên trong học viện thần kia. Tội nữ nhìn họ, nói gọn đi. Dứt lời, tất cả lao về phía chân trời xa xa. Chừng nửa canh giờ sau, họ đã tới một tòa thành khác. Tòa thành này lớn hơn tòa thành cổ vừa rồi phải hơn chục lần, tường thành cao nghìn trượng. Trên tường thành còn có một dàn cường giả mặc chiến giáp đứng canh. Những cường giả này đều có hơi thở hùng hậu, trên người còn tản ra khí thế sát phạt sắc bén.
Khi thấy tội nữ tới, tất cả thị vệ trên tường thành đều khom người chào. Tội nữ dẫn đám người vào thành, Diệp Quân mới phát hiện, người trong thành thấy tội nữ đều sẽ cung kính chào. Hắn cũng phát giác ra một chi tiết nữa, ấy là khi những người đó hành lễ đều tỏ vẻ tôn kính chân thành, là sự tôn kính phát ra từ đáy lòng, không phải do thân phận. Thấy thế, Diệp Quân vô thức liếc nhìn tội nữ, đáy mắt lộ vẻ tò mò. Tội nữ dẫn đám người đi vào một học viện, Diệp Quân nhận ra học viện này trông khá tương tự học viện thần, bởi vì họ đều thờ phụng thần nhất, hơn nữa, tên của nó cũng là học viện thần nhất. Thần mà hai bên thờ phụng đều là thần nhất, nhưng lại có mâu thuẫn như nước với lửa. Điều này khiến Diệp Quân càng thấy khó hiểu. Hiện giờ, hắn bắt đầu nôn nóng muốn được xem qua thần tịch trong học viện này. Sau khi vào học viện, đám người phía sau tội nữ tản đi, chỉ còn thiếu niên áo đen đi theo. Tội nữ dẫn Diệp Quân cùng cô gái nhỏ đi tới trước một đại điện rồi quay sang nói với họ chờ ở đây một lát. Dứt lời, cô ta đi vào trong điện. Diệp Quân quay đầu quan sát xung quanh, phát hiện khắp nơi trong học viện này đều loáng thoáng ẩn chứa những hơi thở cực kỳ hùng hậu. Chỉ lát sau, tội nữ đã đi ra, tới chỗ Diệp Quân và cô gái nhỏ, xòe tay trước mặt họ, hai tấm mộc bài xuất hiện, từ nay, hai người chính là học viên ngoại viện của học viện này. Diệp Quân trầm mặc, sao tự dưng mình lại thành học viên của học viện thần nhất rồi? Tội nữ nhìn Diệp Quân, không muốn gia nhập học viện thần nhất sao? Diệp Quân ngẫm nghĩ một lát rồi nói, không phải. Sau đó, hắn nhận lấy một tấm mộc bài. Học viện thần nhất hay là học viện thần thì cuối cùng đều sẽ bị mẹ mình thâu tóm thôi. Mục tiêu của vũ trụ quan huyên chính là thống nhất toàn bộ vũ trụ, bao gồm cả thời đại cũ này. Còn về ân oán giữa hai học viện, với hắn mà nói, hắn chỉ có đôi chút tò mò, nhưng sẽ không dành nhiều thời gian để ý, cũng sẽ không gia nhập vào trong đó. Thấy Diệp Quân đã chịu nhận mộc bài, tội nữ mới gật gù rồi nhìn sang phía cô gái nhỏ, ngươi đi theo ta. Nói đoạn, cô ta đưa cô gái nhỏ đi về phía xa xa. Diệp Quân cất mộc bài vào, nhìn quanh bốn phía rồi đi về lối bên phải. Chốc lát sau, hắn đã tới trước một tòa lầu cao. Đây là học lâu thần nhất. Diệp Quân đi vào trong học lâu, bên trong tự hình thành một thế giới, trong thế giới ấy, khắp nơi chẳng chịt đầy sách cổ. Diệp Quân xòe tay, một quyển sách cổ bay vào lòng bàn tay hắn. Đọc được một lát, Diệp Quân đã nhíu chặt mày. Quả nhiên, lịch sử do bên này ghi lại khác hẳn với phần ghi chép ở học viện thần, bên này không hề có ghi chép gì về những chuyện xảy ra trong thời đại thần nhất năm đó, nhưng dựa theo sử ký ghi lại, học viện thần mới thật sự là kẻ phản bội. Học viện thần phản bội thần. Diệp Quân càng thêm nghi hoặc. Hai bên đều nói đối phương phản bội thần nhất. Đúng lúc này, tội nữ kia bỗng đi đến, Diệp Quân ngừng suy tư, quay đầu nhìn tội nữ. Tội nữ hỏi, người rất có hứng thú với sách à? Diệp Quân gật đầu, phải. Tội nữ liếc nhìn sách cổ trên tay Diệp Quân, nói, đọc những cái đó chẳng ích gì đâu. Diệp Quân không hiểu ý cô ta. Tội nữ bình thản bảo, sự thật sẽ không được viết vào trong sách sử. Diệp Quân trầm mặc. Tội nữ lại nói, đi theo ta. Nói xong, cô ta quay người đi trước. Diệp Quân lắc đầu cười cười, buông sách cổ cất bước theo sau. Hắn cùng tội nữ đi tới một vùng tinh không, nơi đó đã có hơn 20 người đang đứng đợi. Diệp Quân liếc nhìn đám người kia, thấy trên ngực trái của mỗi người đều đeo một tấm mộc bài là vật xác định thân phận của học viên ngoại viện. Thấy tội nữ tới, các học viên vội vã cung kính hành lễ. Tội nữ nói, đi thôi. Dứt lời, cô ta lao về vùng tinh không xa xa. Đám học viên vội đi theo. Diệp Quân thấy thế thì hơi ngạc nhiên. Nhưng vẫn đi cùng. Chẳng mấy chốc, tội nữ cùng đám học viên đã đi tới trước một vực thẳm giữa tinh không, vực thẳm đó ngay trong tinh không, liếc nhìn xuống có thể nhận ra nó dường như sâu không thấy đáy. Tội nữ quay đầu lại, nhìn Diệp Quân cùng đám học viên, đi vào đó, sống sót đi ra. Diệp Quân chần chừ giây lát mới lên tiếng hỏi, thí luyện. Tội nữ gật đầu, muốn trở thành học viên của học viện thần nhất thì phải vượt qua được thí luyện này. Diệp Quân trầm mặc. Tội nữ nhìn Diệp Quân, có vấn đề gì không? Diệp Quân lắc đầu, không. Tội nữ lại gật đầu, vào đi. Những học viên ngoại viện khác đều dứt khoát thả người nhảy xuống, hóa thành từng luồng sáng tiến sâu vào lòng vực thẳm.
Diệp Quân cũng nhún người, hóa thành một luồng sáng, biến mất khỏi đó. Tội nữ nhìn mọi người tiến vào vực thẳm, lặng im không nói. Chợt lúc này có một thiếu niên áo đen xuất hiện bên cạnh tội nữ, thiếu niên áo đen kia trầm giọng thưa, lão đại, ta không đánh giá được thực lực của người này. Tội nữ bình thản nói, hắn đang ẩn giấu thực lực của bản thân. Thiếu niên áo đen nhăn mày, vì sao phải ẩn giấu thực lực? Tội nữ nhìn xuống vực thẳm, đáy mắt thoáng lóe lên, nhưng lại không đáp. Đúng lúc này, từ sâu bên dưới vực thẳm, có một bóng người phóng lên, đó chính là Diệp Quân. Thấy Diệp Quân có thể đi ra khỏi vực nhanh như thế, thiếu niên áo đen kia khiếp sợ ra mặt. Năm xưa, người ra khỏi vực thẳm nhanh nhất chính là tội nữ bên cạnh đây, khi ấy, tội nữ cũng không mất đến nửa khắc đồng hồ. Tay Diệp Quân này vừa rồi cũng không mất đến nửa khắc đồng hồ. Thiếu niên áo đen chấn động, thực lực của người này quả là khủng khiếp. Diệp Quân đi tới chỗ tội nữ, hỏi tính là qua chưa? Tội nữ nhìn hắn chằm chằm qua. Diệp Quân gật đầu một cái, đang định nói gì thì ngay lúc này, từ dưới vực thẳm đột nhiên bùng lên một luồng sức mạnh khủng bố. Thấy thế, tội nữ lập tức biến sắc, thông báo cho các trưởng lão. Dứt lời, cô ta liền hóa thành một vầng cầu vồng lao vào trong vực thẳm. Diệp Quân do dự giây lát rồi cũng đi theo. Thiếu niên áo đen kia xoay người lao về học viện thần nhất. Diệp Quân cùng tội nữ đã lại tiến sâu vào trong vực thẳm. Vừa tiến vào, Diệp Quân chợt nhíu mày, bởi hắn đã phát hiện nơi đáy vực thẳm dường như có một hơi thở cực hùng mạnh đang ào ạt lao lên như sóng chiều. Lần đầu đi vào, hắn không tiến tới tận đáy vực, chỉ giết vài con yêu thú rồi đi ra. Bên cạnh Diệp Quân, tội nữ cũng căng thẳng nhìn xuống đáy vực, sắc mặt bàng hoàng, là hơi thở của thần tướng. Thần tướng? Diệp Quân nghi hoặc, đang định hỏi lại thì tội nữ đã nói tiếp, tất cả rời khỏi đây, ngay lập tức. Nghe được cảnh báo của tội nữ, những học viên ngoại viện kia vội vã lao ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, từ nơi sâu nhất dưới đáy vực, có một bàn tay khổng lồ đen ngòm chợt vươn ra, bàn tay khổng lồ ấy ẩn chứa một hơi thở cực kỳ khủng bố. Cùng với đó là luồng oán khí và sát ý ngập trời. Tội nữ híp mắt nhìn, rồi đột ngột dấn lên, mạnh mẽ đâm một thương. Rầm! Một thương này đã cưỡng chế đẩy lùi bàn tay khổng lồ kia. Xong, giây lát sau, từ sâu dưới đáy vực vọng lên một tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó, một luồng sức mạnh khủng bố phóng lên, lao về phía Diệp Quân và tội nữ. Sắc mặt Diệp Quân trở nên nặng nề, luồng sức mạnh này thật sự rất đáng sợ. Lúc này, trong mắt tội nữ lại lóe lên một tia sáng lạnh, cô ta đột ngột xông lên, ném mạnh trường thương trong tay xuống dưới. Vèo! Trường thương hóa thành một tia thương mang vạn trượng, xé toạc không trung lao đi, giây lát sau, toàn bộ vực thẳm đã bị ánh sáng từ trường thương soi chiếu sáng như ban ngày, cảnh tượng vô cùng kinh người. Ầm ầm! Cây thương lao xuống, chấn vỡ luồng sức mạnh đáng sợ kia, nhưng trường thương vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục hạ xuống. Lướt thẳng về phía đáy vực. Giây lát, trường thương đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai người, nhưng vực thẳm lại vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Thấy thế, tội nữ cau mày, bởi vì cô ta nhận ra, mối liên hệ giữa mình và trường thương kia đã đứt đoạn. Không thấy. Diệp Quân đột nhiên nhắc, cô nương, rút thôi. Dứt lời, hắn quay người lao đi. Bởi vì Diệp Quân đã cảm thụ được một mối nguy hiểm. Một nguy hiểm không rõ. Nhưng ngay khi hắn định lùi lại, một sự kiện khác thường đã xuất hiện, phía dưới đột nhiên có một bức tranh bay lên, bức tranh dài vạn trượng. Ngay sau đó, khi Diệp Quân và tội nữ chưa kịp định thần, bức tranh đó đã phát ra một luồng sáng trắng, bao phủ hai người, thoáng chốc, hai người đã biến mất. Bên ngoài vực thẳm, một người đàn ông và một phụ nữ đang chứng kiến cảnh tượng đó. Thấy Diệp Quân cùng tội nữ bị cuốn vào trong tranh. Người đàn ông áo trắng bỗng nghi hoặc hỏi, Thanh Nhi, vì sao huynh cứ luôn có cảm giác thiếu niên kia nhìn rất quen mắt nhỉ? Người phụ nữ bình tĩnh hỏi lại, thế à? Người đàn ông áo trắng gật đầu, ừ, ngay từ lúc gặp nó đã cho huynh một cảm giác vô cùng thân quen, huynh cũng không biết phải nói sao. Nói đến đó, ông ấy quay sang nhìn người phụ nữ váy trắng, muội có biết vì sao không? Người phụ nữ váy trắng vội lắc đầu, không biết. Người đàn ông áo trắng cười cười, nhưng không hỏi thêm nữa. Người phụ nữ váy trắng liếc nhìn ông ấy,
khóe miệng hơi cong lên một chút, lại im lặng không nói. Người đàn ông áo trắng nhìn về phía vực thẳm xa xa, ngập ngừng giây lát rồi hỏi, liệu bọn họ có thể gặp nguy hiểm không? Người phụ nữ cũng liếc nhìn về phía vực thẳm, đáp, không chết được. Người đàn ông quay đầu nhìn bà ấy, ngạc nhiên, không chết được. Người phụ nữ gật đầu, đi thôi, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần làm. Bà ấy nghĩ, tuổi còn trẻ, chịu khổ đôi chút cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao, bà ấy sẽ luôn ở đó canh chừng, ai có thể giết nó ngay dưới tầm mắt bà ấy chứ? Không một ai. Nghe người phụ nữ váy trắng khẳng định thế, người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu, quay lưng rời khỏi đó. Người phụ nữ váy trắng lại liếc nhìn xuống đáy vực thẳm một lần, dưới đáy vực cũng có một đôi mắt đang nhìn lên bà ấy. Rồi đột nhiên, một giọng nói khinh thường vọng theo thời không tới tai bà ấy, một con kiến hôi cũng dám dò xét bản thần tướng, để mạng lại đi. Ngay sau đó, một hơi thở khủng bố từ vực thẳm đột ngột phóng lên. Thấy thế, người phụ nữ váy trắng thoáng chau mày, giây lát sau, bà ấy phất tay áo một cái. Dầm. Hơi thở kia tức bị nghiền nát, cùng với đó, đôi mắt ở sâu dưới vực thẳm cũng bị đánh tan, đáy vực phẳng lên một tiếng kêu thảm thiết. Người phụ nữ váy trắng vươn tay cách không chụp một cái. Tay người phụ nữ váy trắng vừa chụp xuống, thời không vụn vỡ, giây tiếp theo, một người đàn ông cao lớn khoác chiến giáp bị bà ấy lôi lên. Người phụ nữ váy trắng lật tay, đè xuống một cái. Dầm. Người đàn ông khoác chiến giáp bị ép quỳ xuống, không thể nhúc nhích. Người đàn ông khoác chiến giáp ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, sắc mặt đầy khủng hoảng, ngươi. Người phụ nữ liếc nhìn người đàn ông khoác chiến giáp đang quỳ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh khi, ngoan ngoãn quỳ đi. Nói đoạn, bà ấy kéo tay người đàn ông áo trắng bên cạnh rời đi. Không biết bao lâu sau, Diệp Quân mở bừng mắt rồi vội ngồi dậy. Hắn nhận ra lúc này mình đang ở trong một đám mây, cách đó không xa, trước mặt hắn có một cánh cổng lớn bằng ngọc thạch trắng cao tới vạn trượng. Diệp Quân quay sang một phía, tội nữ cũng đang ở cách hắn không xa, mắt chăm chú nhìn vào cổng đá kia, chẳng biết nghĩ gì. Diệp Quân lại gần tội nữ, trầm giọng hỏi, cô nương, nơi này là đâu? Tội nữ rời mắt khỏi cổng đá, liếc nhìn Diệp Quân, đáp thần nhất giới. Diệp Quân nhíu mày. Nghi hoặc lặp lại, thần nhất giới. Tội nữ gật đầu, thứ vừa thu chúng ta vào đây là chí bảo năm xưa của thần điện, tên là thần khốn đồ, thứ này là một trong ba món thần bảo của thời đại thần nhất. Nói đoạn, cô ta nhìn về phía cổng đá nơi xa, hạ giọng, thật không ngờ, thần nhất giới năm đó lại đang ở trong thần đồ này. Diệp Quân thoáng ngạc nhiên, thần nhất giới, có liên quan tới thần nhất sao? Tội nữ nhẹ nhàng gật đầu, năm xưa. Thượng thần thần nhất đã sáng tạo ra một thế giới, đó chính là thần nhất giới, có điều, về sau, trong chúng thần điện xảy ra nội loạn, thần nhất giới biến mất, thật không ngờ nó lại ở trong thần đồ. Thần nhất giới. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cánh cổng ngọc thạch xa xa, sâu bên trong cánh cổng có thể loáng thoáng thấy được những đền đài cung điện mờ mờ. Diệp Quân trầm giọng, chúng ta bị cuốn vào thế giới bên trong thần đồ này. Tội nữ gật đầu, phải. Dưới đáy vực thẳm có một vị thần tướng. Nói đến đó, cô ta chợt nhíu mày thật chặt, thật không ngờ, trong vực thẳm thí luyện này lại có một vị thần tướng. Diệp Quân hỏi, thần tướng là cường giả thời đại thần nhất à? Tuy hắn đã đọc khá nhiều sách cổ về thời đại đó, nhưng theo như tội nữ nói, có rất nhiều chuyện không được viết vào sách sử, bởi vậy, những hiểu biết của hắn về thời đại thần nhất rất nhỏ hẹp. Còn vị tội nữ trước mắt này, dường như cô ta biết khá nhiều. Tội nữ gật đầu, vào thời đại thần nhất năm ấy, tổng cộng có 360 vị thần tướng, những thần tướng này có thực lực cực mạnh, nhưng sau cuộc nội loạn trong chúng thần điện, các thần tướng đều chia phe, cuối cùng, kẻ thì chết, kẻ thì biến mất. Diệp Quân ngắt lời, cô nương. Tội nữ liếc nhìn Diệp Quân, nói ta là A Già. Diệp Quân gật đầu, A Già cô nương, cuộc đại chiến trong chúng thần điện năm ấy rốt cuộc là thế nào? Tội nữ không đáp. Chỉ cất bước đi về phía xa xa. Diệp Quân đi theo. Đi được một đoạn, A Già mới bình thản nói tiếp, có một đám người muốn thay đổi trật tự, trở thành vị thần mới, lại có một đám người không muốn thay đổi trật tự, muốn tiếp tục giữ gìn trật tự mà thượng thần thần nhất đã đặt ra, đợi thần nhất trở về. Diệp Quân ngạc nhiên, trở về.
A già gật đầu, bọn họ tin chắc rằng, thượng thần thần nhất rồi sẽ trở về. Diệp Quân im lặng. Cường giả ở cấp bậc ấy, thực sự chết được sao? Chỉ e rất khó. Nhưng thần nhất lại tự thân binh giải, nếu bản thân thật lòng muốn chết, chỉ sợ không nhiều khả năng sẽ sống lại. A già tiếp tục, có một số người cho rằng thần nhất sẽ không quay về nữa, bởi vậy, bọn họ muốn trở thành vị thần mới. Thế nên hai bên đấu đá, cuối cùng, thế giới sinh ra rất nhiều vị thần. Diệp Quân trầm mặc. Hắn biết, những người muốn trở thành thần mới đã thắng. A già tiếp tục, sau khi bọn họ chiến thắng, những người ủng hộ thượng thần thần nhất tan tác khắp nơi, kẻ chết, người bị trấn áp, người bị lưu vong, khi đó có rất rất nhiều thần, đương nhiên, toàn bộ đều là tự phong thành thần, hơn nữa, bọn họ cũng chẳng đoàn kết được bao lâu. Chẳng mấy sau đó, chúng thần điện lại một lần bùng phát nội chiến. Diệp Quân chợt hỏi, vị thần của tội giới kia, là một thành viên ủng hộ duy trì trật tự của thần nhất sau khi thần nhất binh giải, đúng không? A già liếc nhìn Diệp Quân, gật đầu. Diệp Quân chau mày, vì sao bên đó lại gọi là tội giới? A già lạnh nhạt đáp, kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc, chẳng phải đó là một điều bình thường sao? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. A già đột nhiên nói, ngay từ đầu ta còn tưởng ngươi đến từ học viện thần, nhưng hiện tại xem ra, ngươi có vẻ không đơn giản như thế. Diệp Quân cười nói, ta là người từ bên ngoài tới. Diệp Quân nhíu mày, từ Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quân ngạc nhiên, cô cũng biết Tuế Nguyệt Trường Hà. A già gật đầu, nhìn Diệp Quân, theo ta được biết, người bên kia muốn qua bên này thường khó khăn vô cùng. Diệp Quân mỉm cười, cũng thường thôi. A già chăm chú nhìn Diệp Quân, lẳng lặng không nói. Tỷ, làm việc thôi. Diệp Quân tiếp tục hỏi, A già cô nương, các vị vẫn luôn một mực chờ thượng thần thần nhất trở về. A già gật đầu, phải. Diệp Quân lại hỏi, cô thật lòng tin rằng thượng thần thần nhất sẽ về sao? A già khẽ lắc đầu, điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta cần tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Diệp Quân hiểu ra. Bên này hiện đang rơi vào tình thế xấu, nếu không có tín ngưỡng thì làm sao có thể kiên trì đấu tranh? Thần nhất có lẽ chính là niềm hy vọng duy nhất trong lòng họ. Khi đang trò chuyện, hai người đã đi tới trước mặt một đại điện. Đại điện này rực rỡ lộng lẫy, vô cùng xa hoa, trước đại điện có một pho tượng điêu khắc, nhưng không có mặt. Vô diện thần. A già nhìn pho tượng đó, nhẹ giọng nói, ta chưa từng thấy thượng thần thần nhất, nhưng ta đã từng thấy thần thị đại nhân bên phía chúng ta, ông ấy là một vị cường giả hùng mạnh đến độ có thể khiến người ta tuyệt vọng khi đối mặt, nhưng mà, cường giả cấp bậc ấy lại vẫn cứ tin tưởng và thờ phụng thượng thần thần nhất. Diệp Quân lặp lại, thần thị. A già gật đầu, đám người của chúng thần điện tự xưng là thần ấy, ban đầu đều là học sinh của thượng thần thần nhất, người ngoài gọi họ là thần thị, sau khi thượng thần thần nhất biến mất, bọn họ mới dám xưng thần. Thần thị đại nhân của tội giới bọn ta năm xưa chiến bại, bị trục xuất tới tội giới, bị bọn họ coi là tội đồ. Diệp Quân nói khẽ, xưa nay đều thế cả mà, thắng làm vua, thua làm giặc. Thắng lợi là chính nghĩa. A già liếc nhìn Diệp Quân, không nói gì thêm. Hai người tiếp tục đi vào trong điện, nhưng khi đến gần đại điện, cả hai đều biến sắc, bởi vì hai bức tranh treo hai bên cửa lớn của đại điện bỗng hóa thành hai luồng sáng, lao về phía họ. Diệp Quân vội rút kiếm chém một nhát. A già cũng vung thương lên. Rầm, rầm. Giây lát, hai người bị đẩy lùi về phía sau mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại được, Diệp Quân cúi đầu nhìn tay phải của mình, cánh tay ấy đã xuất hiện vô số vết rạn. Lòng cả kinh, hắn ngẩng lên nhìn về phía đại điện, nơi cửa đại điện có hai người đàn ông vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, tay cầm búa lớn, trên người tản ra một luồng uy áp cực khủng bố. A già đứng bên cạnh Diệp Quân cũng trầm mặt, thần tướng. Thần tướng. Lúc này, một vị thần tướng đột nhiên lên tiếng, thần điện là chốn trọng địa, người ngoài không được tùy tiện đi vào. Hãy mau lùi ra để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Quân hơi bất ngờ, vì vị thần tướng này vậy mà còn khá là nhân tính hóa. A già đứng bên đột nhiên chắp tay thành hình chữ thập, sau đó, quanh thân cô ta chợt tản mát ra vô số điểm sáng lóng lánh đầy thánh khiết. Thấy thế, hai vị thần tướng hơi sững sờ, một vị thần tướng nhăn mày, môn đồ thần. A già hơi thi lễ, hai vị thần tướng,
hai người chúng ta lầm bước lạc vào thần đồ, xin hai vị hay giúp đỡ đưa bọn ta ra ngoài. Vị thần tướng bên trái lắc đầu, thần đồ không thuộc quyền quản lý của hai ta, chức trách của bọn ta chỉ là trông coi thần điện. Nghe vậy, sắc mặt A già liền trầm xuống. Thần tướng tiếp tục nói, hai người mau rời khỏi đây đi, chỗ này không thể ở lâu. Diệp Quân liếc nhìn vào trong thần điện, chỉ tiếc là, thần điện đã bị một sức mạnh vô hình thần bí nào đó bao phủ, hắn không thể thấy bất cứ thứ gì trong đó. A già đột nhiên dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Quân, tấn công vào đi. Diệp Quân thoáng kinh ngạc, quay sang nhìn A già bình tĩnh nói, bọn họ trông giữ ở đây, bên trong chắc chắn phải có thần bảo, thậm chí, chưa biết chừng còn có truyền thừa do thượng thần thần nhất để lại. Nghe A già nói thế, Diệp Quân ngập ngừng giây lát rồi bảo, nhưng người ta rất có lễ độ mà. Nếu đối phương vừa xuất hiện liền dùng sức mạnh chèn ép họ, thái độ cũng không tốt, tất nhiên hắn sẽ không thèm nể mặt họ. Nhưng hai vị thần tướng đây lại rất lễ độ lịch sự, bảo hắn ra tay tấn công, quả thực có hơi ngại. Cung cách đối đãi của Diệp Quân chính là, ngươi tôn trọng ta một phần, ta hồi đáp 10 phần tôn trọng. Nghe Diệp Quân nói thế, A già liếc hắn một cái rồi nói, có thần bảo, không chỉ thế, có khi còn có cả tổ nguyên, thậm chí là tổ mạch mà truyền thuyết từng nhắc tới. Tổ mạch? Diệp Quân ngạc nhiên hỏi lại, tổ mạch là gì? A già bình thản giải thích, đó là linh mạch có thể sinh sản ra tổ nguyên, bên ngoài tuyệt đối không thể có, nhưng ở đây, ngươi không nhận ra linh khí nơi này rất không bình thường sao? Diệp Quân cảm thụ bốn phía, giây lát sau, hắn sửng sốt cả người, bởi vì hắn có thể cảm thụ được trong linh khí nơi này có tổ nguyên, tuy không thuần chất lắm nhưng thật sự đúng là tổ nguyên. Nơi này thật sự có tổ mạch. Diệp Quân nhìn về phía đại điện xa xa, trầm ngâm hồi lâu. A già hỏi lại, có đánh không? Một mình cô ta không có khả năng thắng được hai vị thần tướng này, nhưng nếu có Diệp Quân hỗ trợ thì cũng có cơ hội. Diệp Quân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, ta không đánh. A già hỏi, vì sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, ta là một người có nguyên tắc. A già nhìn chằm chằm Diệp Quân một lát mới nói, ta có thể cảm thụ được, tổ mạch nơi này có lẽ không phải chỉ có một cái, nếu không, linh khí nơi này không thể có cả tổ nguyên như vậy. Hơn nữa, bên trong rất có khả năng còn có cả những chí bảo năm đó do thượng thần thần nhất để lại, thế có đánh không? Diệp Quân vẫn lắc đầu. A già chau mày, người thanh niên này sống có nguyên tắc đến thế sao? Nhưng lúc này, Diệp Quân bỗng xòe tay, tiểu tháp hiện ra trong lòng bàn tay hắn, tỉ, làm việc thôi. Tiểu tháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.